Rồi đâu? À, bắt đầu bạn em, trước mình đã nói nội dung liên quan với lại điều kiện cân bằng, nhớ là điều kiện cân bằng. Ok ha. Rồi nhớ về điều kiện cân bằng ha, thì một cái điều kiện cân bằng mà cơ bản nhất các bạn phải nhớ được là gì bạn? Cái điều kiện mà muốn cân bằng mà cơ bản nhất chắc chắn phải biết nó là gì? Nó là gì không biết? Đó là gì bạn? Tổng lực bằng mấy? Bằng mấy này? Bằng mấy bạn? Bằng thâu không? Ok, 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 điều kiện cân bằng theo được mấy đấy bạn? Được mấy, được mấy? Lực lượng máy này là lớn, một người ta là đúng không? Nếu một vật uống nước yên cân bằng á thì tổng lực nó gì đó là không người, ok nha. Thứ hai mình còn nói một cái yếu tố khác nữa, một cái đại lượng mình nhắc lại ha. Cái này gọi là gì bạn? Cái gì ạ? Moment gì bạn? Moment lực, ok ha. Rồi bây giờ nghe mọi người, vậy bây giờ moment lực là gì? Vậy đó là ha, moment lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm gì của lực bạn. Nói về moment này, cái chương này nói về cân bằng của những vật nó đang như thế nào bạn? Đặc trưng gì bạn, đặc trưng gì là gì? Moment lực đó, moment á nói về cái gì các bạn? Cái lực, ok ha, mà có tác dụng làm gì? Làm gì bạn? Làm quay. Đó bạn làm quay ha, ví dụ quay ví dụ khớp tay mình quay đúng không? Những trục quay mình ở đâu? Ở đây cụ chỏ đúng không bạn? Ok ha, ví dụ cái cánh tay đi, mình thấy cái cụ chỏ không? Ví dụ trục quay mình có, trục quay đâu bạn? Ở đâu nhất? Trục quay đây là 1 đúng không? Ở đâu nữa? Ở đây là 2. Đâu nữa? Đây là 3. Đâu nữa bạn? Đâu nữa? Có phải khớp mà có thể là bẻ lên bẻ xuống được rồi đúng rồi. Vậy đó cái trục quay ha, nhà moment lực là đại lượng, nó đặc trưng cho tác dụng làm gì bạn? Làm quay. Ok ha. Được chưa? Ok ha. Ví dụ mở cửa đóng cửa đi, mình cũng là tác dụng làm quay đúng không? Thì trục quay cánh cửa là gì vậy? Trục quay của cánh cửa là gì? Là gì các bạn? Các bạn lề cửa. Ok ha mọi người. Rồi ok ha. Rồi ví dụ các bạn dễ hình lại cho đơn giản nha. Đây là cái bảng lề cửa của mình nè, đúng không? Đúng bạn, coi ra cánh cửa của chúng ta 10, ok ha. Được bạn, vậy thì ở đây mọi người, vậy thì đó là đặc trưng cho tác dụng làm quay. Vậy thì moment lực ký hiệu là chữ gì bạn? M. M là gì? M thì bạn, bây giờ muốn quay nó nhanh thì cái gì phải lớn? Muốn mở cửa cho thiệt là cái đầm luôn á, những cái gì lớn bạn, cái gì lớn? Lực lớn, ok ha, moment đầu tiên bằng với bạn bằng lực ép trước. Đúng bạn, lực ép trước nè. Rồi thứ hai gì nữa? Bữa nãy rồi mở cửa, tay nắm cửa, nó đặt ở ngoài ở trong. Tay nắm cửa mình đặt ở ngoài ở trong bạn, ở ngoài ở trong người. Ok, đặt tay nắm cửa ngoài, vì sao tay nắm cửa mà ở ngoài bạn? Bởi vì khoảng cách này lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Khoảng cách này lớn hay nhỏ? Lớn, ok ha. Còn đặt cho bên trong này thì khoảng cách nó lớn hay nhỏ bạn? Nhỏ, ok ha. Và cái yếu tố này người ta gọi là chữ gì nhớ không? F nhân vậy bạn, F nhân D. Hình dung cho người. Rồi vậy trong đó D này là gì các bạn? Nhìn này các bạn ơi. Vậy trong đó D nhỏ là gì? Bây giờ từng cái nha. Bây giờ có tác dụng làm quay đúng chưa? Có tác dụng làm quay ha. Nên F này chính là gì các bạn? Lực. Ok không? Lực đơn vị là gì? Lực đơn vị là gì các bạn? Newton. Được rồi, ok ha. Còn D nhỏ đơn vị là cái gì? D nhỏ là cái gì các bạn? Ta gọi gì nhớ không? D nhỏ người ta gọi là gì? Nó gọi là cánh gì bạn? Cánh tay đòn. Ok ha mọi người. Rồi, cánh tay đòn. Rồi mọi người nghe nè. Cánh tay đòn hay là khoảng cách thì đơn vị khoảng cách chắc chắn là gì các bạn? Là mét. Vậy thì dẫn đến đơn vị của moment lực nó là gì các bạn? Nó là gì? Đơn vị của moment lực là gì? Newton sao chưa được. À, nhân cho gì bạn? Nhân mét cho mọi người. Được không bạn? Ok ha. Vậy bây giờ nghe mọi người. Vậy ở đây nha, cái quan trọng nhất moment mọi người muốn xác định được đúng moment á thì cái quan trọng nhất các bạn phải xác định được cái gì các bạn nhớ không? Cái nào khó nhất trong cái này, F với D nào khó? F thì dễ nha, cái gì khó chứ không? Đó là cái gì bạn? Cánh tay đòn D. Rồi, gì định nghĩa cánh tay đòn là gì nhớ không? Nhớ không cái gì? Định nghĩa cánh tay đòn là gì nhớ không? Ờ, đừng viết trong sách, đọc lên nha, cánh tay đòn hỏi gì vậy? Đừng trợ viết dữ quá. Khoảng cách từ đâu? Ok, từ trục quay cho tới gì? Ok, tới cái giá của lực. Ok các bạn, giá của lực ha. Rồi, trong đó mọi người còn nhớ cái giá này người ta gọi là gì các bạn? Giá này nó trùng nghĩa với cái gì? Giá là trùng nghĩa chứ các bạn, chữ gì? Chữ phương, ok ha, chữ phương. Nhớ nha các bạn, ok ha, của phương lực. Rồi, bây giờ ví dụ nè. Rồi, bây giờ ví dụ nha, này ví dụ đơn giản. Bây giờ có cái cây nằm nhấp. Vậy ok không? Trục quay cái cây nằm ô. Được chưa? Giờ hỏi mọi người đơn giản nè. Bây giờ lực nó đang hướng chéo lên như vậy. Vậy cho mình biết đi. Với cái lực như vậy thì cánh tay đòn của mình là khoảng cách từ trụ đến giá luôn. Nó lại nào? Chỉ rồi. Nó lại nào bạn?
nó có phải là đoạn từ O đến cái ngoài cùng ai không? OA này có phải cái tới đầu không? Phải không? Phải không? Phải không? Không. Đúng rồi, OA phải cái tới đầu không? Phải không? OA này có phải cái tới đầu không? Không. Cánh tay đòn là gì? Mình nhắc lại nè, cánh tay đòn á, nó là khoảng cách từ trục cho đến cái giá của lực lại phương luôn. Mà phương là một đường, vậy khoảng cách từ một điểm tới một đường mình làm sao vậy? Xác định một khoảng cách một điểm một đường sẽ làm sao? Kẻ vuông góc xuống, nghĩa là từ trục quay đúng không? Mình làm một phép như vậy, kẻ vuông, vuông góc xuống cái phương này. Vậy thì đây chính là cái giá của lực. Ok các bạn? Ok giờ, đây là cái đầu nhớ như vậy. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục cho đến giá của lực. Kẻ vuông xuống là đề nhỏ. Nhớ nha mọi người. Ok ha. Và bây giờ nghe nè. Quy tắc moment là gì? Bây giờ một thằng đang muốn cân bằng thì quy tắc moment là gì các bạn? Mọi người còn nhớ đoạn 7 ngày xưa, biết cái đoạn 7 không? Biết không? Có hàng nhóc, hàng này ngồi với nhau đó, đúng không? Đúng không? Thằng nhóc ngồi ok ha. Thằng này muốn cân bằng đó mọi người, ví dụ gỡ này đi. Thằng này mình phá sổ này đi. Còn thằng thì lúc này cái cánh cái này nó bị gì các bạn? Nó nghiêng về phía nào? Phía nào? Phía phía phải. Đúng bạn ơi ha, một thằng người trên nhảy xuống dưới đây điều gì xảy ra? Thằng này bị gì? Yeah. Bị văng lên trời. Ok ha. Nhưng bây giờ muốn cân bằng thì lúc này điều gì phải xuất hiện? Có phải thằng này đè xuống được không? Thằng này cũng đè xuống một gì? Một được không? Và điều kiện cân bằng của mình phải là gì vậy không? Để nó không quay thì hai cái moment này phải chỗ nào nhau bạn? Hai moment chỗ nào nhau? Hai moment đi nào nhau? Ôi mày gọi cái một tuần nữa sao chứ một tuần nữa sao mà không ở nhà hai moment đi nào nhau rồi? Hai moment đi nào nhau vậy? Hai moment đi nào nhau? Ok bây giờ rất đơn giản mọi người, ok bây giờ đơn giản mọi người biết cả cái mô lăng bánh xe không? Biết cái mô lăng bánh xe không? Biết không? Đúng không? Biết không? Vậy bây giờ nếu như chúng ta chỉ dặn một bên thôi thì dẫn đến là cái tay quay theo chiều gì nhá? Cái chiều gì vậy ta? Nó hai chiều quá, một là chiều như bạn chiều, một là chiều kim đồng hồ, hai là chiều như bạn ngược chiều kim đồng hồ. Vậy muốn cân bằng thì hai cái moment theo hai cái chiều phải như nào nhau bạn phải đó bằng nhau. Nghĩa là sao bạn? Nghĩa là tổng moment nghe nè, người nghe ha. Nghĩa là tổng moment các lực quay theo chiều kim nó phải bằng với tổng moment các lực quay theo gì các bạn? Ngược chiều kim không? Đúng rồi, mọi người nhớ bữa mình nói mình nhảy Michael Jackson nó không nhớ được. Rồi để con thằng nó lên mà này ủa nó nói rồi. Mất tiêu rồi. Rồi đó mọi người, bữa đó mình đang đứng đây đúng rồi, ok ha. Vậy mình chịu lực gì? Thứ nhất đó là trọng lực P hướng xuống đúng không? Nếu vậy thôi mình sẽ bị gì? Hiện tượng thế là đầu xuống đâu? Xuống đầu, xuống đất. Ok ha, giờ muốn đầu không xuống đất thì sao vậy? Phải có một lực như nào nhớ không? Nó giật như vậy, giật ngược lên không? Đúng không? Vậy thì thằng này quay hay chịu gì vậy? Lực P này đang quay gì đây? Nó kéo mình xuống hay chịu gì vậy? Chiều kim hay ngược chiều kim? Ok, cùng chiều kim như vậy coi. Cùng chiều kim hai tay, nó quét theo cùng chiều kim này đúng không? Nhưng thằng này thì sao? Cùng hay ngược vậy? Nó hất ngược lên, vậy đây chiều ngược hay cùng chiều kim? Ngược chiều kim, nghĩa là muốn cân bằng thì hai cái moment này phải như nào nhau vậy? Bằng nhau, được chưa? Ok. Ok hai người, rồi rất đơn giản mọi người, siêu dễ lắm rồi là thử biết liền à. Rồi mọi người bỏ mình trang 43 bạn coi được. Bài 2 trang 43. Trang 43 mọi người, chúng ta 2 sửa chưa ta. Rồi bài 2 trang 43 bạn. Rồi giờ bài 2 trang 343 các bạn ơi, bài số 2 trang 43 mọi người. Rồi mọi người làm hình bài 2 trang 43 mọi người. Câu ví dụ rất là đơn giản luôn các bạn. Cực kỳ đơn giản. Mọi người nhớ rằng ha, trong quá trình làm mọi người quan trọng nhất xác định mình hai yếu tố nha, trục quay và cánh tay đòn các bạn, hai cái quan trọng nhất. Sẽ có. Ủa phát hoạch chuyển tiền cho lớp này rồi. Con chưa có. Phát rồi đúng không? Cho dân mình nghỉ học nhưng mà từ từ. Cho hai đứa này đi sinh nhật. Ờ, từ từ.
mới đi học lại. Tụi mình tuần này đúng như thế thì rồi bài hai các bạn. Rồi nghe mọi người ơi, cái xe nào là xe Food Kit đó, biết xe Food Kit không? Biết xe Food Kit chở hàng không? Cái hồi nãy cái xe đi đúng rồi, mọi người muốn hất cái đá lên trên đúng rồi, hất đá lên trên nè. Vậy theo mọi người nghĩ khi người ta hất lên trên vậy thì trục quay chúng ta nằm đâu vậy? Nói rồi ha, bài moment quan trọng nhất xác định giúp mình trục quay. Trục quay của mình là cái gì? Trả lời bạn. Trục quay là gì bạn? Trục quay là gì? Là gì? Là bánh xe không đúng. Trục quay không phải bánh xe mọi người. Trục quay không phải bánh xe nha. Cụ thể là hất lên như vậy, trục quay nó quay quanh cái gì các bạn biết không? Mình để cái lần này mình hất cái xe lên thì trục quay là cái gì biết không các bạn? Bánh xe không đúng lắm đâu mọi người. Cái gì mới là trục quay của mình? Nó phải là cái điểm như vậy biết không? Cái điểm như vậy, điểm tiếp xúc giữa đâu với đâu? Giữa bánh xe với gì các bạn? Mặt đường không? Nó giống như là mọi người có cái bàn đúng không? Các bạn ngồi hất cái bàn lên nhớ bạn, mình nghiêng cái bàn thì chẳng qua cái trục quay mình chính là cái phần tiếp xúc giữa cái bàn và cái mặt như bạn. Mặt đất không? Vậy trên trường hợp này trục quay đúng nghĩa đây nha mọi người, đó là điểm tiếp xúc giữa ai với ai các bạn? Giữa bánh xe và mặt đường mọi người. Rồi ok ha. Rồi vậy bây giờ ha, có hai lực F với B, hãy dùng quy tắc moment tính lực nâng đập vào tay cầm nha các bạn. Rồi bây giờ quy tắc moment là gì? Rồi nó là cái quy tắc moment là tổng moment gì vậy mọi người? Là gì hả? Quy tắc moment là gì? Quy tắc moment là gì vậy? Tổng moment quay thì cái đồng hồ quăng với lại ok quay được chiều kim mà. Rồi ok, vậy trong cái lượt này nghe nè, vậy tổng moment quay theo chiều kim bằng tổng moment nó lại quay được chiều kim ha. Vậy điểm tác dụng ở xe nhập đường mình đặt gọi là điểm O. Rồi mình đặt điểm O nha. Rồi bây giờ hỏi mọi người nào nghe nè, vậy đâu là lực quay theo chiều kim đồng hồ này cực kỳ dễ xác định nha. Lực nào quay chiều kim đồng hồ mình đặt, lực nào quay chiều kim đồng hồ, lực nào? Lực B. Rồi không đúng lắm, cho là chiều kim đồng hồ nha. Đây là trục quay của mình được không? Thì mình tưởng tượng đi, mình hất cái này lên còn cái này bị đè xuống, vậy thì đâu mới là lực quay chiều kim? Cái nào cái F đúng không? Thì cái trục quay mình bên phải là đúng rồi. Ok hả? Vậy thằng này nó nâng lên trên này rồi, nó nâng lên trên rồi tiếp nữa thì bị lật như thế này, mà lật theo thế này là lật theo chiều kim đúng không ạ? Nên cho đó là moment quay theo chiều kim đồng hồ lúc này là moment của lực F được rồi. Rồi so với cánh tay đòn nha mọi người ơi, điểm trục quay là gì? Là moment của F so với O, ký hiệu các bạn, moment của lực F so với trục quay O, được chưa? Rồi bằng với là gì đây? Moment của gì các bạn? Còn lại là của P so với lại trục quay O. Rồi ok, vậy mình có gì? Ủa dễ quá. Khối lượng vật liệu xe là 100 cho gần cái tam mà tính được trọng lượng đó. Dễ quá ha, rồi tính đi 10. Bạn nào xong rồi làm cho mình có 3 nha. Xong rồi này mình có 3 nha bạn. Xong rồi này có 3 cho mình đi ha. Rồi lực F đúng bạn, ok ha, lực F. Rồi cái đầu của F là máy đây. Cái đầu của F là máy mình đánh. Cái đầu của F là máy. F nhân cho cánh nào của F này đúng không? Bằng với B nhân cho cánh tay đòn của B này, mọi người thấy không ạ? À? Nghe nè, F, DF là cánh tay đòn của lực F, thấy không? DB là cánh tay đòn của lực B, phải không? Rồi ok, vậy tương đương mình có gì? F, F chưa có, DBF là mấy? Ok, 1.4m nè, rồi bằng B, B là nhiêu vậy? 100kg nhân G thứ 8 nha. Vậy mình lấy gì nhân gì? B bằng gì vậy? M nhân G đúng không? Vậy mình lấy 100 nhân mấy? Nhân 9.8. Ok ha, còn DB là bao nhiêu? DB là mấy vậy? 6.6, ok ha. Rồi, ok, rồi, vậy xe F là như đây. Tính như này bao nhiêu? 4.200, ok ha. Rồi, ok ha, 4.200 nhân G là tốt ha. Rồi, sau đó là bài 3 này. Lâu mà đi học lại thì ngồi mới phấn khích làm bài. Các bạn cái bài đầu trước là người về sớm 7 phút 15 phút á, nếu mà người làm xong bài sớm cho trường hợp sớm.
Làm bài vậy đó. Bây giờ cái gì mà thức tắt đi chốc cho tập con gì đấy. Rồi làm bài tiếp tục nha mấy. Hôm nay mình sẽ quay lại cái việc là bài ra về nha mọi người. Cái gì? Tại vì có 2 người nè. Bạn khi đâu, bạn khi đâu? Hả? Đi chạy trong sốt hả? Thôi giờ mày hỏi tao. Ờ, cái lớp này lớp chung thì hai đứa nói bằng miệng với thầy cũng có thể thôi. Rồi bây giờ câu số 3, bây giờ moment nó lại moment là lực nhân cho các cái đòn D. Ok, hai cái đòn tí nữa nó nghe nghe kỹ nè. Rồi bây giờ các bạn thử suy nghĩ trước của mình nha mọi người. Các bạn giúp mình suy nghĩ một câu hỏi đó là theo mọi người nghĩ trong câu 3 này á mình có bao nhiêu lực tác dụng vào cái cột điện này. Các bạn xem cái cột điện này nha, chỉ bao nhiêu lực các bạn. Rồi bây giờ nghe nha các bạn. Rồi bây giờ xét một cái cục điện nha. Rồi bây giờ có cục điện nè. Bây giờ bạn này ta đang hỏi xét về sự cân bằng của một cây cục điện đúng không bạn? Ok, hai vị mùi rõ ràng biết được những cây cục điện muốn cố định được á thì chắc chắn á nó phải được như bạn buộc chặt phải không? Ví dụ có một cái cột bất kỳ đi ha. Rồi bây giờ ví dụ mọi người nè mọi người. Bây giờ hãy vẽ hình ảnh cái cột, mọi người vẽ cái hình vô vậy đẹp vậy mọi người vẽ được cái cột hình. Đó ha, rồi cái cột mình nha. Được chưa? Cây cột đặt trên đâu các bạn? Trên mặt gì? Mặt đất. Rồi bây giờ nghe mình ha mọi người, nghe nè, nghe nè. Rồi bây giờ nghe với mình nha. Vậy bây giờ ha mọi người, bây giờ các bạn coi mình nha. Nước này cái cột chịu bao nhiêu lực các bạn? Bao nhiêu lực? Suy nghĩ nha. Đầu tiên ta bảo là một cột truyền tải điện có các dây cáp dẫn điện nằm ngang đầu cột. Ok ha. Biết các dây cáp tạo góc 30 so với cột. Vậy dây cáp mình là cái nào? Nè các bạn, cái này đúng không? Nó tạo góc 30 so với cột điện này, ok không? Vậy mọi người suy nghĩ thử lúc này cái cột chịu bao nhiêu lực các bạn? Bao nhiêu lực? Bao nhiêu lực Phú? Theo Phú nghĩ mấy lực cái cột này chịu bao nhiêu lực? Mấy lực, mấy lực? Ba lực, ok hai ba lực, ok hai lực gì cho thầy biết đi. Đầu tiên lực gì trước? Lực P. P là gì ta? Ok, trọng lực cuối cột đúng không? Ờ, chỉ đặt thành công. Ờ, ngay cái cột chính giữa, ok, hàng thứ nhất đó lực B rồi các bạn ơi. Ngồi nhìn ở đây các bạn nói rất chính xác nha, đây lực B nha. Rồi thứ hai lực gì nữa? N chính là phản gì các bạn? Phản lực của cái cột từ mặt đường chính xác nha. Lực N, đúng rồi, hàng tốt. Tiếp, sao lực gì nữa? Lực kéo của ai? Ô, của cái dây đúng không ạ? Điểm đặt của lực kéo dây cột này hướng xéo lên, xéo lên hay xéo xuống? Lực căng dây có tính chất luôn hướng vào trong sợi dây. Nhớ chưa các bạn? Ok ha. Nên lực kéo này kéo xuống. Và cái lực này hợp với lại phương gì các bạn? Phương cột điện. Đúng rồi, ok ha. Một góc là bao nhiêu đây các bạn? Một góc là bao nhiêu các bạn? Có bao nhiêu độ vậy? Nó đều 30 độ. 30 độ, ok ha. Rồi, ôi, nhưng mà đề bài nó bảo một câu là biết dây cáp tác dụng lực kéo 50 tên là lực ép. Người ta lỡ ký hiệu ở đây là ép rồi. Vậy mình nên ký hiệu ở đây là gì luôn? Mình không hiểu tên nữa. Đúng bạn, mà mình ký hiệu luôn chữ gì vậy bạn? Chữ gì? Chữ F. Rồi, đủ chưa? Suy nghĩ coi, đủ lực chưa? Nhìn thử như này coi, đủ lực chưa? Đầu tiên trọng lực cái cột đúng không? Phản lực nào? Rồi lực kéo dây cáp, mình còn lực nào nữa không? Đó. Còn lực gì vậy các bạn? Lực gì? Ôi, thấy không Phú? Mình cái cây này nó còn có những cái dây điện đằng sau nữa. Đúng rồi, bởi vì sao? Mọi người suy nghĩ nè. Nếu chỉ có ép thôi, cây cột bị gì biết không? Bị gì bạn? Bị rớt xuống liền không? Nên cho nó muốn cân bằng nữa, nó phải có thêm một cái lực căng của các sợi dây như vậy. Căng của các sợi dây gì nữa? Các sợi dây điện của bạn. Ok ha? Thì ở đây thì gọi lực là lực ta. Vậy tổng cộng chúng ta có 4 lực. Mọi người chịu không? Chịu không bạn?
Chị cắt được gì? Oh my god, lộn. Ok, kém là cái lực của sẽ dây cắt điện nha, xin lỗi mọi người, rồi ok. Rồi, cái là T đi ha, rồi. Chị lực ép, chị nghĩ là đề bài cho mình lực ép là như tôi rồi các bạn, bao nhiêu rồi? 500. Rồi, bây giờ suy nghĩ tiếp theo. Cho mình biết, các bạn đi đúng cái tướng ngàn dễ mình mới lần xong, cho mình biết. Chụp quay nào. Trục quay ở đâu? Trục quay ở đâu đây? Cái đấy cột. Cái đấy cột, đúng không? Cái đấy người vậy, nó dễ gì đúng không? Ví dụ là nó sập xuống đi, nó không thể nào trục quay được rồi, nó không thể nào sập lên trời được. Đúng không bạn? Mà chắc chắn là mình tưởng cái trục đất xong sập dưới gì bạn? Đúng không? Nên cho đó trục quay của mình nằm ở dưới gì bạn? Ngay dưới chân cột. Ok chưa? Vậy ở đây mình nên ghi một câu rất đơn giản là trục quay ha, nằm ngay chân của cột. Điều mà trục quay mọi người nhớ xác định thì mình trục quay đỉnh các bạn ơi, đúng không? Tại ô là chân của cột điện. Rồi bây giờ suy nghĩ trong các lực này lực nào có tác dụng là quay. Rồi bổ lực đúng không? Suy nghĩ là mình có bao nhiêu lực có tác dụng làm quay các bạn? Lực nào có gì làm quay? Vậy suy nghĩ là lực nào có gì làm quay ta? Ok, T với F của bên nào quay được không? Nếu bạn có T, F thì T, F quá dễ dàng không? T giật xuống là rớt xuống đây, B giật ra nó sẽ rớt xuống. Vậy B với N có tác dụng làm quay không? Hôm trước mình có cho một người không chú ý chưa? Khi nào lực có thể quay có ghi chưa? Chưa đúng không? Như vậy nè, như thế này nè. B với N có tác dụng làm quay hay không? Trả lời thử. Thử với Nguyên có làm quay không Nguyên? N với B làm quay cái cột được không? Được không? Được không? Không. Sao không vậy? Nó phải vô. Nó đối nhau. Nó không quay được. Ủa làm quay mà nó liên quan gì đến đó? Để hỏi là thằng làm quay hay không? Làm quay mình có xét cái độ lớn của được không? Các bạn muốn biết làm quay hay không, các bạn xét tới cái gì của nó, các bạn nhớ không? Muốn biết nó làm quay hay không thì xét định tới cái đại lượng nào đặc trưng làm quay. Đại lượng nào các bạn? Đại lượng này là gì? Đại lượng này là làm quay. Cái gì? T hả? À, không, đại lượng nào đặc trưng cho tác dụng làm quay. Mới đầu giờ nói luôn đó, đại lượng nào mới vừa học đặc trưng cho tác dụng làm quay các bạn. Đó chính là cái chữ gì đây? Moment không? Rồi, moment bằng gì các bạn? Moment bằng gì? Thứ nhất cần gì các bạn? F nhân nhân đề đó là quan trọng nhất của moment là xác định được cái gì? Xác định được cái gì? Cái gì bạn? Cái gì? Cái nó đầu không? Rồi giờ nghe ha, bây giờ trục quay nằm đây. Vậy khoảng cách từ trục quay đến cái này đòn bằng mấy? Đố biết. N vậy rồi đúng không? Vậy khoảng cách từ trục quay này tới đây nó đòn bằng mấy luôn mày? Bằng mấy? Bằng không. Bởi vì kẻ vuông xuống ngàn luôn. Hoặc bây giờ B đi mọi người, thằng B này mọi người coi tưởng tượng ngay đây. Đây điểm 1, khoảng cách từ điểm này ha rồi tới một cái đường mà đi qua ô khoảng cách là mấy? Ôi quên, lộn môn toán, xin lỗi mọi người. Rồi bây giờ nghe này, đây trục quay ô được không? Trục quay ô được không bạn? Ok, bình thường á mình học cái là khoảng cách mình tính sao nhá. Mình kẻ vuông, vuông góc, đúng không bạn? Đây là D nhỏ. Được không? Rồi bây giờ những người coi nha, đây là ô, đúng không bạn? Giờ lỡ xui có cái lực như vậy, vậy thì khoảng cách từ ô tới đường này là mấy? Mình có kẻ kiểu từ đây kẻ vô sạch xuống này không? Không, khoảng cách từ điểm với đường này là như vậy biết không? Không, bởi vì sao vậy? Cái đường này đi cắt tao luôn, nó cắt ngang tao luôn bạn, qua ô luôn. Và khi cái đường này cắt ngang qua ô thì khoảng cách lúc này bằng mấy? Bằng không luôn, đúng không bạn? Nghĩa là gì? Nghe nè, rất là quan trọng ha. Vì tưởng tượng nếu như khoảng cách bằng không thì môi là mấy? Bằng không. Vậy nghĩa là B với N có gây ra tác dụng quay không? Có không bạn? Có không? Không. Ok, nên đó ha các bạn. Trước khi làm các bạn muốn chốt sao, nốt cho mình ý thấy bạn. Lực cắt trục quay không có tác dụng làm quay ha. Lực có phương cắt trục quay không có tác dụng làm quay. Nhớ giờ lực mà có phương cắt trục quay á, không có tác dụng làm quay các bạn. Nhớ thì chú ý cho các bạn là lực mà có phương cắt
trục quay sẽ không có tác dụng làm quay. Được chưa? Nhớ nha, vậy thì lực mặt cắt trục quay thì không bao giờ có tác dụng làm quay hết. Nhớ nhớ lại được không? Ok ha. Rồi mọi người, ok chưa? Vậy ở đây mình chỉ có hai lực thôi, đó là A với A vậy? Với ai? F với lại. Rồi ok. Rồi mọi người giả liền mình bạn ơi. Vậy thì tổng moment quay theo chiều kim bằng tổng moment ngược chiều kim nè. Vậy cho mình biết coi moment nào quay theo cùng chiều kim còn moment nào ngược chiều kim vậy? Cái nào cùng chiều kim nhờ Quyên? Ok ha, vậy moment của T các bạn ơi so với O, ngược chiều kim chỉ là moment của F so với O. Rồi các bạn làm liền mình đi ạ. Con tự làm rồi, tự con làm đúng rồi. Rồi cái tự lực các bạn, người ta hỏi anh gì, có hỏi gì bạn, có hỏi tìm gì vậy? Kêu mình tìm gì vậy? Kêu mình hãy xác định lực căng của dây thép đúng không? Rồi tìm lực căng dây thép đi nào. Rồi bài này có một vấn đề đặt ra là bài này mình có số liệu chiều dài không? Có không? Không, 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 trời ơi, thích mở về, không thích chiều dài, thì bây giờ sao vậy? Nhớ không? Bây giờ bài này không có số liệu chiều dài thì các bạn phải làm gì vậy? Bây giờ mình sẽ đặt gì bây giờ? Mình sẽ đặt nguyên một cái chiều cao của cái cây này thích cái gì? Giả bộ nguyên chiều cao đặt là chữ H nè, được không? Ok các bạn, rồi giờ hỏi nè. Vậy bây giờ hỏi nha mọi người, bây giờ mình làm từng cái trước đi ha. Cái dễ trước đi các bạn, rồi bây giờ lực F. Vậy bây giờ lực, đúng không, lực bằng gì nó lại là lực bằng gì bạn ơi, lực bằng gì vậy? Lực, moment bằng gì bạn? Lực nhân cho cánh tay đồng của T đúng không? Còn đây là F nhân cho cánh tay đồng của gì bạn? Của F không? Rồi, các bạn nhìn cho mình mọi người. Vậy, nhìn nếu mình, nhìn vậy bây giờ nghe nè, mình đặt cái này là H được các bạn? Được không ạ? Rồi mọi người, mình đặt nguyên cái này là H luôn, mình không có chiều dài ha, mình đặt là H luôn. Vậy bây giờ F này mình có chưa? Mấy Newton vậy? Bao nhiêu Newton bạn? Ok, 500 Newton đề cho sẵn rồi. Và cánh tay đòn của F lúc này chính là gì? F đây, vậy cánh tay đòn của F là gì bạn? Khoảng cách từ trục tới giá lực, ui, được cái này đi luôn bạn. Nó vuông góc được không? Nên cánh tay đòn của F lúc này chính là gì? Chính là gì bạn? Là H luôn. Đúng không ạ? Ok rồi. Rồi ha. Rồi tới T. Rồi bây giờ T. Vậy cánh tay đòn của T là khoảng cách từ trục tới giá của T đúng không? Vậy cho biết con lúc này nó là nào? Khoảng cách từ trục tới giá của T mình phải làm phép gì trước? Mình phải làm cái điều gì vậy? Hạ cái gì trước đã? Hạ đường cao không? Nghĩa là từ đây bạn phải kẻ một cái đường vuông góc xuống dưới đây. Và cái khúc này nè chính là khoảng cách từ trục quay đến giá của T, phải không ạ? À? Rồi nhưng bài này mình nên tính theo H. Vậy thì bây giờ mình nên dùng hàm gì để vừa có D vừa có H? Hàm gì các bạn? Sin 50 là đối chiều huyền đúng không ạ? Đúng rồi, vậy thì mình ghi nháp thôi nha. Vậy ở đây các bạn nhìn nào ơi, sin 30 kẻ vuông góc xuống rồi, mình chỉ bằng đối. Đối chính là D gì bạn? DT không? Đúng rồi, huyền chính là gì bạn? Huyền chính là gì? Huyền chính là H không? Vậy DT chúng ta bằng như vậy, H nhân cho sin 30 đúng không ạ? Ôi ui xong bài chưa? Hết bài đúng rồi. Rồi gạch trên bay màu hạt bạc bạc thì suy ra T bằng đây 500 chia cho sin 30 cho mình số là nhiêu vậy? 1000. Rồi cô bên. Ủa có không? Không có. Giờ thêm.
cô bé thấy cô bé vô rồi. Rồi cô bé cho khối lượng cây cột bằng 100 kg. Xác định các lực tác dụng lên cột, không xác định phản lực cái nào đi, xác định phản lực cái nào. Rồi thêm quê các bạn hãy cho M là 100 kg, xác định phải là kênh thở này. Rồi thêm quê nha. Ui mọi người ơi, nó lại hiểu giờ cho thêm quê vào thôi, nghĩa là bài này nó yêu cầu thêm một việc nữa là xác định phản lực đúng không ạ? Đúng không ạ? Hiểu giờ vấn đề của mình ở đây là gì các bạn? Người kêu, người ta kêu mình á là hãy xác định một cái phản lực N. Nhưng phản lực này có tác dụng làm quay không? Có không? Không. Vì mình dùng quy tắc moment để làm quay được không? Không. Rồi nhớ, điều kiện cân bằng ta luôn có mấy điều kiện. Nãy đầu giờ nói mấy điều kiện cân bằng không? Một cái điều kiện nguyên thủy của cân bằng, mấy nguyên thủy không? Là cổ xưa luôn rồi, mới vào học, mới vào du lịch học đầu tiên luôn á, định luật đầu tiên mình học luôn á, đó là tổng lực bằng mấy? Bằng không hả thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như các lực có tác dụng làm quay thì chúng ta xét thêm điều kiện moment. Được chưa bạn ơi, nên đối với những bài này luôn nhớ ta luôn có hai điều kiện. Ok bạn, thứ nhất là điều kiện cân bằng tổng quát và thứ hai là điều kiện moment. Được chưa bạn? Nên do đó bài này moment không tính được thì ta phải sử dụng như bạn điều kiện tổng lực không? Ok ha. Nên do đó ha, trong bài này muốn xác định được thì ta phải dùng điều kiện cân bằng. Vậy cho mình biết coi lúc này Thanh chịu mấy lực. Quay lại tổng lực nha, không cần tính biết quay không, bài này là tổng lực các bạn. Mình có nhiều lực trên này bao nhiêu lực các bạn? 4 lực. Ok ha, nhiều mình có ai ai mọi đọc chung nha. Thì thứ nhất đó là F, thứ hai T, thứ ba N và thứ tư B bằng mấy? Bằng không. Rồi muốn xử lý xử lý cái vụ này thì mình nên làm gì? Không biết mọi người giờ này ngôn ngữ thì bị gì hay hay bóc á. Nghĩ thôi. Rồi bây giờ làm sao đây mọi người? Nên xử lý này, xử lý là phương pháp gì nhá không? Tổng lực còn không dùng như vậy. Ok, dùng chiếu mọi người, rồi OT, rồi khôn ngoan chiếu phương hay được chiếu hết. Chiếu phương nào? Phương nào có nợ? Phương nào có nợ? Khôn nào? Khôn ngoan lên, phương nào có nợ? Ok, phương thì hàng rồi, chiếu OT. Rồi chiếu đi. À, bạn nào làm xong cái này rồi đó, các bạn quay cho mình câu câu bài bài 6 mà rồi đó, bài 6, 7 mình nhớ cái hiểu rồi. Rồi chiếu uy nha mọi người để tìm mấy cái lực còn lại. Ờ, cho gờ là 10 các bạn, ok, anh cho gờ là 10 nha, 10 ơi. Cô bê cho một gờ là 10 đi. Lấy gờ là 10 nha. Rồi, lần lượt chiếu dùm cái nha, Vi ơi, chiếu hai cái Vi. Rồi, chiếu các bạn, bây giờ ha, bây giờ nghe, lực F chiếu Vi, lực F chiếu Vi bằng mấy? Bằng mấy? Bằng không, đúng các bạn, bởi vì sao giờ lực F lại hay phương ngang. Vậy phương ngang chiếu lên là phương góc y hay lực F chiếu lên bằng không nè. Rồi ok. Rồi. Thôi giờ N hay sao? N chiếu đi, N sao đây? Cộng hay trừ? Ok, cộng N. Vì sao cộng N các bạn? Bởi vì chiều hướng lên. Nên N cùng chiều hay là cộng N. Rồi tiếp B thì sao? Ok, trừ B bởi vì O y hướng lên nhưng B lại hướng gì các bạn? Hướng xuống hay trừ B. Rồi bây giờ quan trọng nhất là T chiếu đi. Chiếu ta lên thì sao? Hàng gì? Rồi, chờ cho tôi tỉnh cái suy nghĩ. Vì lấy bạn kìa, nhìn thấy thấy liền. Ok, chính xác, hàm tốt luôn các bạn, chính xác ha. Bởi vì khi chiếu T, các bạn nhìn cái chiếu nè, OE là phương đang đứng. Vậy muốn chiếu lên thì mình kẻ phương góc tới O vậy bạn, OE không? Vậy do đó thành phần T theo phương Y, các bạn nhìn đi,
đây chính là thành phần T theo phương gì đấy bạn. Phương Y chưa? Rõ ràng là kề dính quyền là thằng cốt xong rồi. Ok ha, mà cái T Y là cùng hay ngược chiều? Ngược chiều là dấu gì đây các bạn? Dấu trừ này, ok ha, trừ T cos mà 10. Rồi trừ T cos mà 10. Vậy từ đây các bạn suy ra được, các bạn suy ra được N chưa? Rồi thì N của mình chính là bằng B cộng cho T thì cos mà 10. Rồi cho mình con số đi. Bạn nào xong rồi nó 6, nó 6 dễ hơn nhiều. Cho gọi là 10 nha, cho gọi là 10. Xác định đúng trục quay, xác định các lực tác dụng vào vòng các bạn. Ủa cái đọc lộn tên và ớt cái dễ lộn mình rồi hả? Cái bài 8 không? Quên là bài 6 rồi, sorry là bài 6 rồi. Là bài 6 rồi, bài 6 rồi. 3, 4, 3 uống 4 chứ nhà, 4 uống 4 gì vậy? Rồi lên bảng nha. Bảng là câu A, là câu B nha. Thấy môn em dễ không? Dễ là tổ học lực nhiều lắm luôn á. Mọi người luôn nhớ nha, trọng lực B á, nếu người ta không nói gì thì trọng lực, đại điểm đặt của trọng lực nằm ở đâu của một cái vật các bạn? Nằm ở đâu của vật các bạn? Nằm ngay với lại ngay tâm của vật này, chính xác. Chiều dài sợi dây á, nguyên lý thanh thì mình cho luôn chiều thanh ký hiệu dễ gì luôn này, dễ L luôn. Mình tính mọi thứ theo L, xong cái nữa thứ tự chiều tiêu mất giống như che câu ở trên các bạn. Lệ thôi.
đặt quy thì thầy là L luôn. Đặt sự chỉ dành của thầy L luôn. Ờ làm hoa thầy cái gì? Lên hồ này. À làm cái nhỏ này. Ờ mày là OB nha. OB luôn. Môi. Ủa chịu học xong hết chưa? Quang rồi chứ. Cũng là tầm trường thầy rẻ. Mỗi năm làm thầy. Ờ dạ. Không được chán nữa hai bên. Nhưng mà hầu như là các trường thì nghỉ 5 phút cái này trước nghỉ Tết nha. Nên mọi người cố gắng. Trước nghỉ Tết là mình sẽ nghỉ trên 5 phút này, mọi người cố gắng. Ủa các bạn nào học năng lượng của đồng năng hết năng gì vậy? Ủa gì? Cô bỏ, cô bị bỏ của em luôn hả? Cô bị bỏ của em luôn. Cô bỏ năng lượng luôn. Dạ, vô cô năng lượng luôn hả? Có ai học quen, có ai học năng lượng luôn hả? Có ai học năng lượng luôn hả? Thường là phía 5 phút này là mọi người cũng tuần sau có năng lượng nha, tuần sau là sắp mới nha, tuần sau có sắp mới nha. Bốn cụ để đâu không biết. Có, khi chụp quay luôn đi, khi ký hiệu chụp quay vô. Thành anh ơi, thầy không bê được Thành anh. Cô bê đi. Thành cố tạo. Thành cố tạo. Rồi, xác định đúng cái đọc được các bạn ơi. Cái lạ vậy, kiểu lượng như có. Ôi, bác điểm gì kỳ cục vậy? Kể là cho giờ trách nhiệm trước cho mọi người từ lỗi như trường ra là à, nó mới trung trường trung trường. Ôi, là chính bác có gì trách nhiệm. Cái nào của B là nào không để lên đây nghiêm túc đi nhỉ? Cái đó nào của B là gì anh? Phải cắt thịt chuột quay đúng không? Để đánh giá không? Ừ đúng không? Vậy tín hiệu vô cái này với lại gì đây? Cái này là DB đúng không? Rồi cái này là DB nè. Bây giờ nguyên cái chiều dài dây này gọi L đi. Đúng không? Thì từ đây đến trọng tâm này là gì? Là chi mấy? Là chi 2 giờ. Vậy là DB tính hay là chi 2 không? Dùng hàm gì để tính? Ừ, thằng cos rồi DB tính là chi 2 đi. DB bằng bao nhiêu là chi 2 này. Rồi DB. Rồi bây giờ nguyên cái thanh này nha mọi người ơi. Nguyên thanh này các bạn đặt chung là L đúng không? Thì khoảng cách từ đây cho đến đây lại là chi mấy? Là chi 2. Vậy bây giờ em tìm cái DB cho mẻ thầy cái DB đây. Cái tế lỏng của B là L đúng không? Vậy nhiễm thầy mặt thầy cái mặt cái thầy cái mặt cái L vậy á. Mặt thầy cái L của B là L đúng không? Ok đúng không? Rồi ký hiệu đó là DB. Ký đó là DB thầy cái. Rồi chính xác đó là DB đi ha. Thì bây giờ mình phải cố gắng tìm DB L được không? Có hành sai đó. Cứ làm hành sai đi. Hả? Cái này là chi hả? Tại vì trọng tâm mà.
À, trọng tâm là chính giữa của Thanh đúng không? Đúng không? Trọng tâm ở chính giữa của Thanh mà đây là chi 2. Xong cái này rồi qua tiếp câu 7 nha. Để tôi biết cacao đây đi chợ gì chứ trường trường biết chỗ này làm gì cái sức cái này là sức này là xong cái đó phải viết cái này họ ghi trên đó mình phụ bôn cái hàng đó là ghi cái này như này bỏ cái đó đi như thế này đi này. Rồi, đi đây này, đi này, đi này, đi này. Rồi, đến cái lời trời ơi, kỳ số hãy thổi được rồi. Rồi, thế đi, ăn nghỉ. Thử thầy đi học không á. Trời ơi. Biết được con máy rồi. Rồi đúng rồi, té bằng ép bạn trời ơi, bạn cô gái ơi. Ôi, cái ép nó bằng ở đây mà. Bằng đâu, cái bằng ở giữa đâu. Ừ, bằng thôi. Ok, tốt, rồi về chỗ. Rồi. Ơ, ơ, đây, đây, sao, hình ơi, hình ơi. Cái tên gọc của ép của hả? Thằng coi thầy coi cái đầu ép đâu bây giờ ép thằng đứng lên đúng không, tụi quay ô nè, đây là giá của lực vậy cái đầu là phải cách tự trục đúng không, kẻ buông góc xuống đây đâu kẻ buông góc xuống đây là giá không nhớ giá của phương hết đây vậy cho thầy biết tên gì mà tụi thầy đi về chỗ này có bạn xin phép mọi thầy màu vàng đi luôn á dùng cái ngón này chặn này ok chính xác có một gì vậy tính này hai ta đây rồi đây từ từ cứ lại nha cứ lại nha rồi này các bạn đúng không nhỉ các bạn xong rồi đó mình là câu số 7 nha các bạn bảy thôi mà là 8 rồi các bạn là câu 7 xong bạn qua là từ câu 8 các bạn các bạn làm xong 7 xong chuyển qua cho mình câu 8 nha là câu 6 đúng không câu 7 câu 8 có mà dễ mà hoặc là dễ quá đúng rồi ha tốt giỏi giỏi ha good 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 thôi 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 hãy nhẩm đi có người mất rồi hay nhân viên hai là mấy đúng rồi quá dễ đúng không nhẩm được đúng không ok ha tốt good rồi các bạn nhìn các bạn rồi đây các bạn coi ra mình làm đúng nha tốt ha hai bạn làm bạn rất là tốt nha mọi người hơi lắc xíu thôi nhưng mà được ha nói rồi phần này quan trọng nhất đó là bạn xác định cho mình cái đầu các bạn quan trọng là cái đầu hay xác định cái đầu đúng đúng không cái đầu đúng làm thì đúng cái này ok em mười rồi là xong rồi các bạn qua câu 7, câu 8 mình nhớ lại cho thời gian mình làm bài nhé bạn cố gắng tự làm thắc mắc nhớ giơ tay liền nha nhớ giơ tay lên mọi người ơi nhìn chân thầy vẫn còn hỏi còn biết còn cái giúp mấy nhà quá đông về là bạn cũng chết tại giúp mấy nhà quá đông về có nghĩa là sao vậy lọc lọc đã luôn à, lọc xong còn có là kịch tấn rồi không vừa thấy quá trời rồi coi sùng cá chỉ có ra coi mặt ai xấu là ai xóa thì đúng không vậy sao ok đúng rồi cái bài số 7 thì trọng tâm tại G thì đặt sẵn G rồi nó cho khoảng cách G cách cái đầu thanh bao nhiêu á thì mình theo trọng tâm để cho ha ví dụ bài số 7 là trọng tâm không phải trọng tâm không còn nằm ở giữa thanh nữa mà nó bị lệch về một phía các bạn ok ha để chút xíu nè các bạn lề là cái gì cái trục quay á các bạn lề đó không nên
Mi ơi, được Mi ơi. Được vậy, được hai này chưa? Rồi qua câu 7 đi mọi người, câu 7 là câu 8 thế nào? Thôi mình đừng cười sợ nó nữa. Rồi. Ờ các bạn ơi, nhớ là một nửa các bạn nhìn ra mọi người. Rồi các bạn nói mình cái nè. Những bài nào mà không cho chiều dài á thì các bạn cứ đặt một cái chiều dài làm góc lại L. Ok các bạn, mình cứ đặt cái góc lại L được chưa? Rồi mình giải theo L như các bạn nhìn ở hai cái này đi. Vậy thì rõ ràng tí nữa hai cái vế đều có L hết thì mình đều làm gì đây các bạn? Mình đều làm một phép gì đây các bạn? Triệt các bạn, triệt tiêu L chưa? Và quan trọng nhất đó là cánh tay đòn nha các bạn. Vậy thì bài này ha, B khoảng cách cánh tay đòn thì mình nhắc lại chung với nhau các bạn. Định nghĩa cánh tay đòn là khoảng cách từ đâu? Từ đâu các bạn? Từ đâu? Từ trục quay cho đến gì các bạn? Phương của lực là giá được không? Đúng rồi. Vậy bài này giá đứng lên thì cánh tay đòn của mình là cái đoạn đỏ này. Đây là D của F này. Đó. Còn bài này ha, cánh tay đòn này ha, nó chính là cái thăng luôn các bạn ơi. Bởi vì cái lực lúc này nó dùng góc. Được chưa? Rồi, bây giờ bài 7. Bài 7 cũng đi trang như vậy nha các bạn. Rồi, bài 7 mọi người ơi. Bài này là bài 7 xong rồi nào, xong rồi người nào câu số 8 nha các bạn. Sáu, bảy, tám, mười, mười lăm. Rồi xong những cái này mình nghĩ ra đâu nha. DB là cánh tay đòn vừa trọng lực đó. DB là cánh đòn trọng lực không bố đâu, chắc không? Trọng lực nằm đâu? Trọng lực nằm nghi ngờ đúng không? Mà cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến giá của trọng lực. Giá của trọng lực là giá nào? Là phương hành đứng không? Mình phải kẻ vuông góc từ cái trục quay, kẻ vuông xuống cái phương. Chiếc ơi là bài chiếc ơi, chiếc ơi. Mình chỉ xét hai cái lực làm quay đó là B và lực căng IT thôi. Ok ha. Rồi bây giờ xong câu này rồi, bạn tiếp tục giữ câu 8 nha bạn. Câu là giống như câu hồi nãy nha mọi người. Không khó lắm. Rồi các bạn ơi, vậy bây giờ cho anh biết cánh tay đòn của B nằm đâu các bạn. Các bạn ơi, trả lại cánh tay đòn mình đọc chung cho mọi người được nghĩa. Cánh tay đòn là khoảng cách từ đâu đến đâu? Từ trục quay cho đến gì? Giá của lực đúng không? Vậy thì cánh tay đòn của B nằm đâu vậy? Đầu tiên xác định được giá của B trước đúng không? Giá B là giá gì vậy? Phương gì? Phương gì? Phương thẳng đứng đúng không? Đó là gì? Khoảng cách từ O đến giá của B đó là cái khúc nào đây? Điểm cắt này đúng không? Đúng rồi, từ đây nè các bạn, mình kẻ vuông góc xuống thì thằng nhóc này, thằng này nè mọi người, chính là giá của B chưa? Đúng rồi, đúng không? Tôi đang nghĩ vô góc xuống này các bạn, đây là giá của B đúng không ạ? Phải không các bạn? Ok ha. Rồi còn giá của T thì sao vậy?
trong bài này phương của tên cũng là phương gì luôn, phương gì luôn, phương thẳng đứng luôn ha, ok ha. Rồi phương của tên cũng là phương thẳng đứng. Vậy thì dẫn đến ha, cái cánh tay đầu bằng lúc nào từ ô mình cũng kẻ vuông vậy, vuông góc xuống đó bạn, thì đây chính là d gì đây các bạn, d t chưa, được không mọi người? Rồi có alpha thì kể nó thay thế chuyện mất tiêu rồi. Rồi bài để cho các bạn là cái gì đây, cái trọng tâm cắt bản lề 0.4 nghĩa là OG là người cạnh này 0.4 rồi, còn nguyên cái thanh là mấy mét, 1 mét, các bạn nguyên thanh 1 mét ha, nhưng phải lấy lại là 0.4 mét, được chưa? Xin bằng gì? Đố chi quyền có không? Học tiếp cốt bằng gì? Cần chi quyền có không? Đâu cờ biết coi cạnh cờ là nào? Cờ là nào? À, có alpha cờ là gì? Cờ là gì? Đưa quyền ở nào? Ok chưa chị? B nhấn đúng không? Chiều dài đâu ông nội, trời ơi có bê lên cốt không mà. Ừ đúng rồi anh, thế mà bằng trời đúng rồi, gì hồi xưa em, sao mà nó tìm được gì. Ừ đúng rồi, để các anh ta, ok không xin rồi, bằng gì đấy.
Thì đi, để hỏi lực nghi ta. Có lượng có đọc kèm là 10. Chính xác, nhẹ nghĩa là mờ không các bạn. Rồi, thanh BC nhẹ đồng nghĩa với khối lượng thanh mình sẽ coi như bằng không nha mọi người. Chú ý bài này mà thanh BC có khối lượng á là nó thành một bài toán khác. Được chưa bạn ơi, ok ha, tiếp tục sẽ học bài đó thôi nè. Không gì được đâu. Rồi, đặt chân cho Hà Phi, thanh BC nhẹ. Vậy các bạn nhìn giúp mình các bạn ơi. Thanh BC nhẹ nên lúc này ta coi như trọng lượng của thanh BC bằng mấy luôn? Bài lửa bài phản bằng không. Rồi cho tớ biết đi, bài này có bao nhiêu lực các bạn? Mấy lực ạ? Có 2 lực thôi đúng không? Thứ nhất đó là trọng lực B do thằng nào chéo xuống. Do cái vật kéo xuống này là B không? Thứ hai lực gì nữa? Thứ hai lực gì bạn? Lực căng. Căng dây. Rồi nếu chỉ có 2 lực thì bạn người thiếu 1 lực. Biết lực gì không? Cái thanh này có đèn đè vô tường không? Có, và khi đèn của từng chắc chắn sẽ có phản. Rồi giờ nghe phản lực thứ như sao. Ngày xưa mình quen học cái kiểu như là các bạn nào mà học mà theo kiểu nhớ bài á thì mọi người đều nhớ phản lực thứ như sao, bạn hướng vuông cùng lắm, đúng không? Đúng rồi, phải không? Phản lực thứ như sao đây mọi người? Thứ nhất là lắp tay với về đúng không? Mình không gì nó nghe chụp quấy đâu vậy, khỏi nghĩ chụp quấy đâu này. Ở C giờ khoan tính quỹ phản lực đi, dù có phản lực hay không thì phản lực có ảnh hưởng đến tác dụng phần quay không? Phản lực có vai trò làm quay không? Có không? Trả lời nè, phản lực có vai trò làm quay không? Có không? Không. Vì sao vậy? Vì nó tác chụp quay rồi, được chưa? Nên khoan đi mọi người, chỉ trong phần này mình nên dùng điều kiện của men trước. Mình có T với B,
đúng rồi, ô em rồi T và B là hai thằng bạn quay nè. Vậy bây giờ moment mình chụp quay là bên C đúng không ạ? Vậy bạn này ha, moment của ai so với ai nè? Moment của B so với trục quay C sẽ bằng cái là moment của T so với trục quay là C không? Bởi vì phản lực dù có chăng nữa nó ảnh hưởng không ạ? Không, ta ưu tiên nghe nè, nghe nè. Mình có mấy điều kiện cân bằng, đó là mấy điều kiện cân bằng. Mấy cái đó nè, mấy cái. Hai cái, thứ nhất là điều kiện gì bạn? Moment. Hai điều kiện tổng lực, mình ưu tiên điều kiện nào trước? Moment trước, vì sao? Số lực ở phần moment sẽ nhiều hay ít hơn số lực ở phần lực các bạn? Ít hơn là vì không phải lực nào cũng là bay được. Nhớ giờ, mình ưu tiên điều kiện moment trước ha. Rồi, suy ra nè, gì đó là trọng lực B. Cánh tay đọc của B là cạnh nào các bạn? Chắc không thể biết gì đó. Cánh tay đọc của B là cạnh gì mọi người? Cạnh nào cánh tay đọc của B đúng không bạn? Cánh tay đọc của B mọi người, của B nha, cạnh nào bạn? Từ đây kẻ vuông góc xuống B không? Nó chính là đường này mọi người không? Cái này là B rồi đúng không? Nó chính là cạnh A gì? AB luôn. Bằng cánh tay đòn của T chính là cạnh nào luôn các bạn? Từ trục quay ha tới cái phương của T chính là cạnh nào luôn các bạn? Từ đây kẻ vuông góc xuống này mọi người thấy không? Vậy chắc chắn cánh tay đòn của nó chính là cạnh gì các bạn? Từ đây kẻ vuông xuống chính là A gì các bạn? AC. Vậy từ đây mọi người xin được T rồi. AB AC nó là tính cho mình đi. Bao nhiêu là? Lực cao là mấy à? Bao nhiêu các bạn? 30 lần đúng không? Không, 20cm hết thì mình để nguyên thì tiếp chuyện tiêu ha. Đố bạn nhìn ta là 30 lần đúng không ạ? Đố bạn thôi không? Được chưa? Ổn chưa các bạn? Vậy cái tự nhiên ta được đúng không? Vậy lực căng dây tay mình là 30 tay nha mọi người. Rồi bây giờ nghe mọi người, vậy lực căng dây của mình là 30 tên á. Tại bây giờ nghe bây giờ quan trọng yếu tố thứ hai rồi. Vậy rõ ràng bài này chúng ta thiếu cái gì các bạn? Thiếu gì ạ? Thiếu cái phản lực N đúng không? Rồi phản lực N hướng như sao? Rồi vậy tổng cộng nếu như mình nói chính xác đi, về điều kiện cân bằng ta có mấy lực rồi? Trả lời mấy lực? Nếu xét về điều kiện moment có mấy lực thôi, nhìn nè. Nếu xét về moment ta chỉ có mấy lực? 2. Vì chỉ có T với B làm quay thôi. Nhưng xét về điều kiện cân bằng thanh này chịu mấy lực rồi? 3. Thứ nhất chắc chắn ta có lực căng dây T. Thứ hai có trọng lực B. Và thứ ba chính là thằng bé nào? Thằng bé nào bạn? Chính là thằng bé phản lực căng dây T. Bởi vì sao có phản lực? Vì thanh này đang được tựa vào tường tại điểm nào? Điểm C. Mọi người còn nhớ quy tắc bao lực? Hợp lực không? Hợp ba lực là giá gì không? Hợp ba lực nó có hai điều kiện mà nó gọi là ba lực. Phải nhớ được hai ba lực thì ba lực này phải thỏa mãn điều kiện gì? Tổng lực bằng không thôi đủ chưa? Chưa. Nó hai cái đầu lực nhớ không? Thứ nhất là đầu gì bạn? Đầu phẳng. Cùng bằng phẳng đồng. Thứ hai là đầu gì bạn? Đồng quy mọi người ơi, nghĩa là ba lực này phải đồng quy với nhau. Nghĩa là lúc này T đây, B đây, N chắc chắn hướng sao cho đồng quy cho luôn. Hướng sao bạn? Nó phải hướng về đó bạn. Hướng về đâu? Lúc này đây chính là phản lực N. Được bạn ơi, nó hướng dọc theo trục sợi dây. Bởi vì sao bạn? Bởi vì nó phải có quy tắc đồng với bạn. Đồng quy chưa bạn? Lúc này N, B, B đồng quy cho B chưa bạn? Ok hà, nên N nó có hướng xuyên như vẽ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Coi chừng sai nha các bạn, được chưa? Rồi, vậy cái điểm này thôi, hết chắc rồi, chắc chắn 10.000 lần ta phải dùng phép gì thôi bạn. Phép chiếu, rồi thích chiếu đâu được tiền người. Thì đặt tại, đặt có đoạn alpha đi. Thích chiếu đâu? Ít thì yêu ít nha mày, ôi ai yêu ít đi nha. Rồi, yêu ít. Rồi, yêu ít đi. Rồi, yêu ít nha mọi người. Rồi, yêu ít mày, yêu ít, yêu ít, yêu ít, yêu ít, yêu ít, yêu ít, yêu ít. Rồi, yêu ít, có gì vậy mọi người? Rồi, chiếu T, T lưu ít thì nó trừ hay cộng? Ô ít T trừ hay cộng mà?
trừ t cộng nha, trừ t cộng, trừ t ok nè. Rồi b lợi ích có không? Có không? Không có. Nhưng n lên ô x là n gì vậy? Cộng n thì đặt cái góc như này alpha thôi mọi người. Lợi ích thường ngang mà có n gì? N nhân gì vậy? N nhân gì vậy? N hằng thì lợi ích nè, hằng là gì vậy? N nhân cos alpha bằng ok ha, thì suy ra được phản ngược cái n là b chia cos alpha. Con số. Sau ba người mình ra như mười người dễ. Ờ bây giờ cos alpha tính sao người? Mình có cạnh hết rồi, mình tính cos rồi vậy. AB các bạn có rồi đúng không ạ? AC các bạn có luôn rồi đúng không ạ? Mọi người hoàn toàn tính được cos hai người. Vậy có alpha dưới này các bạn có alpha không? Có thế nào có alpha các bạn ở alpha ở ở trên không? Cos là kề điểm quyền là AB chia BC các bạn người. Đúng không ạ? Vậy ba chia mấy? AB là 3, 3 chia 5 đúng không người? 3 phần 5. Rồi vậy B của mình là 30 đúng không? Chia cho cos là kề AB là 30 chia 5. Sao chia 4 được? Cos alpha bằng cạnh gì? Cos bằng kề là cạnh ai các bạn? AB chia huyền là B gì? BC không? Đúng rồi, kề là 4 mà đó kề là 3 mà mọi người. AC là cạnh này thì 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 4, 5. Câu 10. Bao nhiêu ta nhỉ? Là như là 50 đúng không ạ? Đúng không? 50 đúng không? Rồi bao nhiêu số 10? Mười chia sẵn rồi, vậy thì mỗi đoạn là L đi ha mười. Mỗi đoạn nhỏ là L đi, tổng chiều dài thanh này mấy L? Mấy L bạn? 8 là L. Rồi tôi hỏi là bây giờ để cho nó ok, để cho nó cân bằng á thì treo ở B một cái trọng lượng là nhiêu bạn? Để thằng này cân bằng thì nên treo ở B một trọng lượng là nhiêu mọi người? Rồi quy tắc không quen này thì dễ lắm mọi người, không cần phải định cái đầu gì đó. Cũng được luôn, bởi vì dạ thì mà chiếu ghi rõ là ổn đúng, chiếu theo trục sư bê. Rồi đầu tiên chắc chắn phải biết rằng là ở đây nó treo sẵn một thằng ở đâu rồi các bạn? Ở A rồi đúng không? Vậy là B A. Tiếp theo vì ở B tí nữa mình cũng treo nên đó sẽ có cái trọng lượng B gì các bạn? BB. Ui, con chịu thiếu, biết thiếu gì không? BA là 8 meter này đúng không? Rồi đố biết thiếu gì?
Còn một lần nữa, thanh này có khối lượng không? Có không? Có không? Thanh này nó bảo là cho thanh AC đồng chất tiếp diện đều trọng lượng mang tên nghe nè. Cái dữ kiện đồng chất tiếp diện đều cho biết gì biết không? Nếu đồng chất và đều nhau thì trọng tâm của thanh sẽ nằm ở đâu bạn? Chính giữa luôn. Ok, hai cái nghĩa là nó không lệch khối lượng. Nó không bị lệch khối lượng mà nên nó trọng tâm ở chính giữa. Vậy cái dữ kiện này mình sẽ biết được rằng lúc này còn thêm một lực nữa là lực gì bạn? Trọng lượng thanh không? Ok, thanh nằm ngay đâu luôn bạn? Nằm ngay chính gì? Chính giữa thanh. Ờ, là mê thanh, mê đa xe. Mấy điện tên? 3 điện tên. Rồi xong thì có tổng cộng 3 lực. 2 lực nào 3 lực, 2 lực 1 lực. Giờ hỏi là lực nào quay ngược chiều kim? Trục quay áo vậy, trục quay đâu? Dễ quá, trục quay đâu bạn? Ở ô đúng không? Lực nào ngược chiều kim? B nào? B A. Ai cùng chiều kim? BAC và BB rồi biết từ nào xong rồi các bạn đặt từng mảnh nhỏ để L thì nguyên thân là 4L tính coi đi từng 8L chứ là mỗi khúc tự L rồi. Đừng mệt nữa đâu dễ là nó mệt được ngàn lần nữa. Đi chơi mệt không? Rồi, cái thứ nào của A là mấy L? B, A là mấy L, không là A là mấy L các bạn? Nhìn một cái nào của A là mấy L vậy? Mấy L có hai đàn nhỏ đúng không ạ? Nên là mấy L đây? 2L, ok ha. Rồi bằng cái đầu của B là mấy L? Của B mấy L rồi? Trục quay là O nha, từ B đến OB là mấy L đấy bạn? Ok, 4L. Rồi cộng cái đầu của Nguyễn Thanh là mấy L? 3. Từ trục quay đến trọng tâm là mấy L? Ok, cũng 2L luôn. Rồi số có hết rồi, triệt hết L chưa? Đúng rồi, triệt hết L là xong. Rồi sau đó kết thúc là câu 15 còn lại 15 cũng dễ đó, tự làm thế ạ. À? Tự làm 15 không làm tự làm. Cứ đặt bộ phải phải làm đi. Khối lượng có luôn rồi.
đừng quên một điều. Bài đừng quên gì biết không? Nhìn hình thôi đừng quên một điều. Biết quên gì không? Biết mùi là người hay quên gì biết không? Cái gì các bạn? Trên hình thì quá rõ ràng, nhìn là biết ở M sẽ có trọng lượng B1 đúng không? Ở N sẽ có trọng lượng B2 đúng không? Ở B á, lực kế đúng không? Nhưng đừng quên một lực nữa. Nó là gì các bạn? Cái B của ai? Của Nguyễn Thành đúng không? Ok ha, mà B của Nguyễn Thành nhắm đâu? Nó đều lên hết rồi các bạn, mang chính như vậy. Chính giữa Thành thì đừng quên cái trọng lượng B. Rồi tương tự ha, coi thằng nào được chiều kim, ôm thằng chiều kim vậy. Ôm nhìn này dễ quá, thằng nào chiều kim. Thằng nào này, nào chiều kim, ai người chiều kim. Chắc biết là được người chiều kim. B mấy? B1, cái chiều quay từ thằng nào. Ở ai thì thằng nào người chiều kim. Nhìn lại. Ờ, ép kéo được tế đúng không? Thằng nào cùng chiều kim. Ok đúng bạn, nghĩa là trong đống này ha, trục quay là ở A. Thì mọi người coi cái mọi người giống như cái cuộn chỏ người á, người lặp A thấy không? Cho nó quay. Đúng bạn, ok rồi. Thằng nào quay cùng chiều kim đây? Ba nhóc này tụ xuống đúng không ạ? Thằng nào ngược chiều kim bạn? Chỉ có ép lực tế chỉ là ok ha. Rồi làm cái mày làm thường. Rồi sau này nghĩ ra rồi. Rồi ok, ở đầu rồi. Rồi nó là mình có bao nhiêu điều kiện đúng không? Có mấy điều kiện thì thôi, mấy điều kiện đây? Mình vẫn cứ ghi đó, có mấy điều kiện ngoài mấy điều kiện lận. Hai cái đúng không? Một đó là điều kiện quay, nó là điều kiện moment. Và hai là điều kiện tổng hợp lực bằng không ha. Và trong các điều kiện chúng ta ưu tiên điều kiện nào hơn các bạn? Moment hơn, bởi vì sao là moment nhiều lực hơn, hết lực hơn các bạn? Ít lực hơn, bởi vì không phải lực nào cũng có tác dụng bằng quay ha. Rồi như người coi thử cái gì, ví dụ một trang 341. Ủa, nhìn này quen quen. Ủa quen không? Rồi đọc đi mọi người, này đọc đi cho quen. Rồi ví dụ một trang 341. Ôi sao đây xin. Đi họp đi ăn. Rồi coi cái là đọc đề cái là đọc đề đúng cho lúc mình đang cái hình các bạn đọc thì mình cái đề nha. Đề đi. Rồi đầu tiên các bạn ơi. Rồi thứ nhất các bạn xem lại các bạn. Bây giờ đây là A đi ha. Đây là B đi ha mọi người. Và đây là điểm C nha các bạn. Rồi các bạn ơi, các bạn giúp mình một điều như sau. Bây giờ các bạn hãy nhìn đề này nó khác cái câu ở trên hồi nãy làm á. Ở chỗ nào? Cạnh chân mình bạn thanh BC có khối lượng 2kg luôn nè. Rồi gạch chân nữa vậy đó này. Ok không? Rồi phân tích lực cho mình nha. Rồi lúc này mình có các lực nào dạy ví không có lực nào vậy? Hỏi mình thấy mình lực gì hết mình đi hoài không biết nói lực căng dây tê ha, chắc chắn là lực căng dây tê nha mọi người. Ok ha, rồi lực căng dây tê rồi này là lực căng dây tê này đúng không? Rồi lực căng dây tê rồi lực gì nữa? Không, cái khối không, cái khối là cái gì, cái lực gì đè xuống trọng gì, trọng lực của khối đó, khối đó là mấy m 2 đúng không ạ? Thì gọi lên b mấy đây, b 2 rồi. Ok rồi gì nữa, cái gì khoan khoan xíu xíu từ thấy là tôi lấy con cái gì đó, trọng lực của cái gì các bạn, của thanh BC và trọng lực này nằm ở đâu? Ở ngay tâm là ở ngay chính gì luôn các bạn, chính giữa ha, cái bên máy bên máy, bên máy bên một. Rồi ok rồi, thì bây giờ phản lực, bây giờ khoan phản lực đi, phản lực có được quay không? Cái lực cũng đặt tại đâu luôn, tại C không? Trục quay bên đâu? Trục quay bên đâu các bạn? Ở C, vậy bài này trục quay của chúng ta ở ngay C. Vậy phản lực có tác dụng làm quay không các bạn? Có không? Không thì không tính trước mấy kia đi ha mọi người.
Ok ha, thiết thì được thể lực ha rồi. Cái ta kia là hãy xác định thể lực tại C rồi đúng không? Vậy thì muốn xác định thể lực thì phải tìm được đầy đủ các lực còn lại trước rồi đã. Vậy trong này có B1, có B2 nhưng thiếu ai? Thiếu ai? Thiếu T rồi, giờ tìm phản lực T theo quyền tắc của mẹ. Rồi làm được tức nhanh chóng. Go. Tôi quay lại xem nào. Quy tắc bộ này. Hình ngang thứ nhất minh họa. Vấn đề nha, kêu cơ bản là gì? Bằng moment của lực căng IT so với VC. Ok. Rồi. Rồi tiếp. Rồi, con bé B1, 6 xe, 2 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 bằng AC. Vậy thì đố bạn biết thì chiều dài BC bằng gì? Bằng gì bạn? Tam giác này tam giác gì đây? Vuông gì bạn? Vuông đơn không? Cạnh này là A, cạnh này là A thì cạnh quyền sẽ là gì? A căn 2. Đố bạn ơi, thì nó bằng luôn là AB căn mấy? AB căn 2. Ok đó bạn. Hình như vấn đề không ạ? Đố bạn không đây ha, mình làm cái gì? Đâu cần thiết. Đúng không? Làm gì chi? Rồi giờ coi nha, giờ cánh tay đòn B1 rồi, cánh tay B1 là gì? Nhân B1 là lại nào bạn? Cánh tay B1 là từ C mình hạ gì? Hạ đường cao xuống có khối khá là nửa AB chứ. Đúng vậy đúng không nhỉ? Phải không? Đúng rồi, cánh tay đòn của B1 có nửa AB không? Rồi, AB chi 2 cộng B2. Cánh tay đòn của B2 thì bằng gì các bạn? Từ đây kẻ vuông xuống phương của B2 nè, nó là quyền cái nào luôn? Nó là cái gì đúng không bạn? AB luôn, cái này B1 rồi, cái AB luôn. Bằng cánh tay đòn của T. T là gì? Là gì các bạn? Là C gì? AC. Rồi, C T là mấy? Ôi, phải chỉ đẹp ta. Đây là máy. Máy này bao nhiêu nhỉ? 30 N. Rồi, câu hỏi khó. Phản lực của bạn bước sau.
Rồi các bạn ơi, vậy ok nha mọi người. Hôm nay phải lực nghe đúng không? Bây giờ nói lại, bây giờ anh này chịu mấy lực? Trả lời các bạn, anh này chịu mấy lực các bạn? Mấy lực vậy? 4 lực đúng không ạ? Trên hình này mình đã có 3 lực sẵn rồi đúng không? Đầu tiên là mình đã có nào đội bạn B mấy rồi? Mình đã có sẵn B1, mình có sẵn B gì luôn? B2, mình có cái gì luôn các bạn? Lực căng dây T, nhưng mình chưa có gì? Chưa có phản lực bên này. Đúng rồi, chỉ bây giờ coi dùng ra hướng của nào sao rồi tập trung hết để bạn này khó. Vậy lúc này giống bài nãy nhớ bài nãy không? Phản lực N bạn đang hướng sao đấy không? Nó dọc theo gì bạn? Dọc theo BC luôn đúng không bạn? Bài hồi nãy á, phản lực N dọc theo BC luôn, nhưng vấn đề là bài nói lực. Bài nó khác bài này ở chỗ rằng nó không có cái gì. Không có cái trọng lực của thanh không? Nhưng mà này ở đây mình có tổng cộng bao nhiêu lực ở đây là bài mấy lực ạ? 4 nhân nguyên tắc mình học ở quy tắc mấy lực? 3 rồi, vậy bây giờ mình nên làm gì chứ các bạn? Mình tổng hợp hai nào trước với nhau? Tổng hợp nào với nhau chứ? Có hai nhóm cùng chiều nhớ không? B1 rồi đấy, B2. Rồi nguyên tắc hợp lực hai lực song song cùng chiều là gì? Là gì? Mọi người nhớ không? Đây là B1. Đây là B2, hai lực song song cùng chiều hợp lực nằm đâu? Hợp lực của hai lực nằm đâu bạn? Hợp lực của hai lực song song cùng chiều nằm đâu? Nằm ở khoảng giữa không? Đúng bạn, và chia thành mấy đoạn? Chia mấy đoạn bạn? Hai đoạn. Và hai đoạn này thỏa mãn điều kiện gì? Tỷ lệ gì? Người thuận bạn? Đó là Thuận hả? Rồi coi ngay thì đấy là B1 chia B2 bằng gì các bạn nhớ không? D2 chia D1. Nhưng cái quan trọng nhất đó là hợp lực nằm ở khoảng nào? Ở giữa. Phải không bạn? Nhớ gì cho mọi người. Vậy rõ ràng ở đây mình có 4 lực lận. Bây giờ muốn làm thành 3 mình nên hợp hai thành trước. Vậy cái này mình chỉ nói lý thuyết nha, nghe giảng thôi các bạn nghe nè, tập trung nghe cái này nghe giảng vì sao nha. Chỉ rồi. Rồi chung với các bạn ơi, rồi ơi. Vậy ở đây nếu mình vẽ hợp lực của B1 với B2 thì gọi B12 thì B12 nằm đâu vậy? Nằm đâu? Nằm trong khoảng giữa này không? Đúng rồi. Ok ha. Vậy lúc này mọi người nhìn lên chúng mình bạn. Rồi nhìn lên chúng mình ha. Vậy giờ thầy vẽ đây mọi người, giả bộ vẽ ha. Thì giả bộ vẽ ở nhà rồi, vậy thì thằng nhóc này cái làm nhóc này chính là B gì? B1, 1, 2. Giờ B1, 2 này là hợp lực của A chứ? Của số 1 và số 2, đúng rồi, ok không? Rồi cái lúc này mình hợp lực B1, 2 nha. Rồi được chưa các bạn? Được không ạ? Rồi cái này nhìn mình đi mọi người, chị đã có 3 lực chưa? Vậy theo quy tắc hợp lực song song, là quy tắc tổng 3 lực á, thì 3 lực này phải thỏa mãn điều kiện gì bạn? Đồng phẳng chưa? Đồng phẳng rồi, và đồng gì nữa? Đồng quy không? Vậy bây giờ mình đã có hướng của nào chúng ta có chưa bạn? Ta có hướng của nào chưa? Chưa. Đúng không? Hướng nào chưa có, nhưng mình đã có hướng của T chưa? Có rồi. Có hướng của hợp lực B12 chưa? Có rồi. Và ba lực này phải đồng quy. Đồng quy có nghĩa là như nào nhau? Đồng quy á nghĩa là như nào nhau bạn? Nó cắt nhau không? Vậy bây giờ muốn cho ba hàng cắt nhau thì mình có hai hàng trước rồi, cho hàng kia cắt nhau trước được không? Được không ạ? Vậy T với B12 cắt nhau tại đâu? Ở đây đúng không? Đúng không bạn? Có phải B12 này là hợp lực với B12 đó bạn đúng rồi. B12 này và T nó cắt nhau tại như này không? Vậy lúc này phản lực hướng phải của nó phải như nào? Nó phải xuyên sao cho đi qua điểm nào bạn? Đi qua điểm giao nhau không? Nghĩa là lúc này phản lực N không còn nằm trên thanh CB nữa, mà phản lực lúc này nó phải có hướng xéo gì vậy? Xéo gì? Xéo N. Đúng bạn, ok ha. Đúng bạn ơi, và đây chính là phản lực N xéo lên và cắt cái điểm giao nhau này. Hơi xéo xíu, đừng cười. Đúng bạn, ok chưa mọi người? Hình như vấn đề như bạn, ok không? Nghĩa là lúc này nó còn nằm trên thanh BC không? Có không? Có, bạn không còn nằm trên thanh BC nữa. Nên do đó bạn sẽ khó ở chỗ nào các bạn? Đó là khi B1 này. Chỉ rõ ràng nếu thêm B1 vào đây thì lúc này phản lực không bao giờ nằm trên thanh nữa. Đúng không ạ? Còn trường hợp ba lực thì phản lực chắc chắn nằm đâu?
3 lực đi thì chắc là nó bài thành không, nhưng từ 4 lực trở lên thì phản lực còn nằm trên thanh đó không, nó bị xéo lên. Mùi hiểu lý do này chị Mùi hình như thế nào vậy? Ok không vậy? Anh Minh lên được không? Anh Minh lên ok không? Được giờ được anh, được anh, được giờ ok Minh Anh, được Minh Anh lên ok ha, hình dung vấn đề với bạn thành đúng không? Hình dung vấn đề như ok à. Chị Mùi biết lý do vì sao xuyên nhất lên trên chưa? Vô trường thầy có hỏi Mùi á, trả lời thầy đúng rồi, nhưng mà ít khi nào thầy cô cho mọi người biết vì sao lắm. Thầy cô sẽ mặc định cho mọi người hướng xéo lên không dùng VC thôi, nhưng mà phải hiểu vì sao không dùng VC cho mọi người, vì theo quy tắc hợp lực, nhớ chưa bạn? Ok ha, rồi hết đi thôi nha mọi người, nhiều người hiểu sao xéo lên chưa? Giờ thôi bạn này không làm theo kiểu này nha mọi người, mình chỉ biết vì sao xéo lên thôi nè. Rồi mọi người giải thích nghe hiểu hết theo thôi các bạn. Rồi ok ha, vậy giờ mình bố này đi ha, để mình đỡ đối bạn. Rồi bài này ha, mình chốt kèo lại. Lúc này mọi người vẽ cho mình N vô hình đi bạn ơi. Lúc này N của chúng ta các bạn ơi, nó nằm theo hướng chất lên đổ bạn. Rồi vẽ hình trong bài làm hình đi mọi người. Vậy bây giờ làm sao tìm N đây? Rồi giờ nghe, vậy bây giờ góc chết lên thì biết góc bao nhiêu độ chưa? Biết chưa, biết chưa, chưa à? Vậy bây giờ mình là khách chiếu khó khăn luôn. Thì các bạn thấy khó không? Khó làm gì biết góc, đúng không? Nhưng phần này gặp điều kiện này chắc chắn phải dùng phép gì? Phép gì bạn? Phép chiếu không? Nghĩa là mình chắc chắn sẽ chiếu mấy phương của bạn? Hai phương, một là OX, hai là OY bạn. OY không? Rồi vậy nhìn người ơi, vậy chắc chắn mọi người cái N này mình sẽ tách thành mấy phương, hai phương không? Một là N gì bạn, một là gì nữa, NX đúng không? Hai N gì bạn, là gì nữa, NY chưa? Và mọi người nghe nè, vì bạn này muốn tìm N thì thay vì nó tìm thẳng thì ta sẽ tìm hai thứ, ta sẽ tìm NX trước, sau đó là tìm N gì, NY. Và nếu như đã có NX có NY rồi muốn tìm N ta dùng gì tính? Dùng gì? Nó đúng không? Dùng gì? Dùng gì bạn? Dùng bây giờ không? Bởi vì nợ ít ta có thì ta có cho bạn. Ok không? Nên đó bạn này tìm nợ thì ta phải chiếu này theo mấy phương các bạn? Theo hai phương. Rồi ok các bạn. Rồi giờ chiếu lên OI, chiếu lên nổi. Rồi bây giờ chiếu lên ít trước các bạn. Rồi chiếu ít thì mình đi thẳng. Rồi bây giờ thằng nào ha? B1 OX có không? OX có B1 các bạn có không ạ? Có không phải không? Không. B2 OX có không các bạn? OX là phương nằm ngang mà đúng không? B1, B2 nằm đứng hết, B1, B2 không có ha. Nhưng T lên OX có hay không? Có âm hay dương các bạn? Trừ T. Ok các bạn, trừ T ha. Rồi ok. Rồi bây giờ N lên OX thì nó là N gì? N lên OX là N gì? Mình không chiếu bước xin, mình đặt luôn nó là NX nữa bạn. Ok ha, vậy N lên OX là NX thì N gì bạn? NX là N gì đây? NX cộng hay chữ các bạn? Cộng gì đây là NX bằng mấy các bạn? Bằng không. Vậy từ đây mình hoàn toàn suy ra được nx bằng gì vậy? Nx bằng t bằng gì đây? Bằng 30 newton. Đúng rồi, ok chưa? Rồi tương tự tiếp tục chiếu rồi. Rồi chiếu rồi nè. Chiếu uy ngồi luôn hó. Rồi chiếu uy thầy cái đi. Rồi chiếu uy có gì đây các bạn? Chiếu uy có gì đây? Chiếu uy có gì ý nghĩa động thì chiếu uy có gì ý nghĩa? Chiếu uy bộ uy còn gì? Ok trừ B1 tiếp. Ok trừ B2 ha, tốt ha, tiếp nào. Có T không? Không có T. Ok ha, rồi còn lời gì nữa? N y dương không? Dương cộng N y đúng không ạ? Ok ha, còn N y ha bằng không. Vậy ta chia N y chính là bằng gì vậy? Chính là bằng N B1 cộng B B2 là dương nhỉ? Tính cho mình luôn. B1 là mấy? 2, 2 là 4, bao nhiêu?
40 triệu tờ. Vậy có NX là gì? Đúng không ạ? Chỉ có NX là đi rồi, muốn tìm nợ làm sao? Ít tiền hay nhiều góc nhau đúng không? Nếu mà tìm nợ thì sao bạn dùng gì bạn? Thì ta lo. Bởi vì nó hợp lực vuông góc nhau rồi. Nên đó mình phân tích thành hành phần ít tiền rồi thì lúc này N sẽ bằng căn của gì bạn? NX bình còn có tính nợ. NX bình cộng N gì? NY bình là như đây. 3 bình cộng 4 bình là 5 bình, 50 bình. Đúng không bạn? Ok không? Thấy vậy không? Đúng không bạn? Việc nát có thể nó chỉ khó khúc nào hỏi bạn, nó khó nhất khúc nào bạn? Đó là khúc giải thích vì sao N sẽ lên ha, không là NC. Đúng không bạn? Hình dung khúc đó là bài rất là đơn giản. Và bài này chưa xong, nó hỏi thêm hướng thì sao bạn? Nó kêu là xác định phản lực là xác định vector mà đúng không? Vậy muốn xác định hướng thì mình sẽ trả lời sao rồi nhớ không? Mình sẽ tìm hướng của N so với gì bạn? So với 1 với bạn? Một cái phương nào đó. Đúng rồi, muốn xác định hướng thì sẽ tìm hướng của N so với phương nào đó. Ví dụ phương ngang chẳng hạn. Được chưa? Vậy giờ thích dùng phương ngang hay phương hướng? Tùy các bạn, phương nào bạn? Phương ngang ha, thì lúc này được điểm góc này nè. Đúng không ạ? Là hướng của N ha. Biết N là xéo rồi nhưng nó có hàng ngàn loại xéo. Thì bây giờ mình sẽ tìm xéo của N so với phương ngang hay cụ thể là phương mô gì vậy bạn? Của X. Đúng rồi, như bây giờ góc này được không? Dùng hàm gì tính vậy? Thích cái gì cũng được hết, tan được không? Được. Xin được không? Được. Cố được không? Được. Thích dùng tan. Rồi bây giờ tan cái này thôi. Rồi bây giờ tan cái nè. Rồi bây giờ tan cái gì vậy bạn? Tan của N với phương mô gì? OX. Rồi tan bằng gì vậy bạn? Tan bằng đối liên kề. Đối là N gì? Đối là N gì bạn? Đối là N gì? Đối là N gì bạn? N y. Kề là gì? NX. Rồi vậy mình xin được ha, góc hợp với N giúp ích bằng nhiêu? Số 6 cũng kể y là 4 phần 3 nè, ship tan 4 phần 3 nè. Bao nhiêu? Số 6 53,3 độ. Rồi, giờ không nhớ sai cái này mọi người, coi là quan trọng rồi. Coi thường là có câu nhận điểm là trong lúc kiểm tra phần này các bạn cũng được tưới đi xuống. Tao bài làm xong rồi bạn qua công bài số 11, bài số 12 đúng không? Bài 11 thì bài 12 trên đó đúng không? Còn là tương tự, còn nếu bạn tao 11 bài 12 đúng không? Cái bài làm trước thì mình... cái bài làm trước là 12 nha. Là 12 sau đó là 11. Rồi tự làm nha đều tiếp diện là diện tích đó cô gái, diện tích của cái thanh này ví dụ cái thanh hình trụ đi, tại cái thanh nó có đường thẳng nữa không thì hình trụ nghĩa là cái tiếp diện đều nghĩa là diện tích nó luôn là hình tròn là của tôi, 60 là chiều dài của thanh, nó là OA là 60, OA là 60. Tiếp diện đều chỉ cho biết rằng là trọng tâm của cái thanh sẽ nằm đâu, chính giữa, cái dữ kiện đồng chất tiếp diện đều là trọng tâm ở chính giữa nha, cái dữ kiện đó muốn nói lên là trọng tâm ở ngay chính giữa nha mọi người. Vậy mọi người nhớ nếu như mà ba lực á, thì phản lực chắc chắn nằm đâu? Ba lực thì phản lực nằm đó các bạn. Ngay thành rồi. Còn nếu như bốn lực trở lên, phản lực sẽ luôn luôn xéo ha, không thể nằm ngay thành được.
Đầu tiên là tính trước lực căng dây nha, phản lực khó tính sau mọi người ơi. Lực căng dây dễ các bạn làm trước bạn ơi. Lực căng dây mình hoàn toàn làm bằng moment được á. Làm những cái dễ chứ. Tuần này là nhà có lại nha, phía tôi đi. Hết thi rồi, chờ để bớt lười đi. Sắp nghỉ Tết rồi. Đầu tháng 2 là nghỉ. Ủa rất chán, chán rồi. Mà nghỉ nhiều quá, mọi người sẽ nhớ trường nhớ lớp. Nhớ là có thanh có trọng lượng 4 Newton nha. Mà có trọng lượng thanh nghĩa là có thêm B gì đó bạn. B của thanh OAL. Vậy bài mấy lực lận? 4 lực gì nào nó nằm trên OAL. Không, nó sẽ bị xéo lên xéo xuống. Xuống lận luôn. Xéo lên xuống bạn. Lên xuống bạn, lên xuống. Ha này hợp lại ngay giữa, con cắt bên trên chắc chắn xéo lên đúng không bạn? Rồi làm đi, dễ. Ôi nó dễ quá. Rồi tính là mình lực căng dây đi. Một bạn lên tính lực căng dây giùm mình đi nha. Lực căng dây lên làm lực căng dây. Quyên ơi. Tiểu rồi. Hai bên hả? Rồi tìm tên thế nào?
đi. Cái gì là tốt, cái gì là cái gì?
Nên chắc chắn ở đây điều kiện cân bằng thứ nhất B1 cộng B mấy? Cộng B2 cộng với bạn? Cộng T và một cái nữa là phản lực N bằng 0 giờ. Vậy bây giờ nghe đây, B1, B2 nhầm BOA với B BOA với B, đúng bạn, OK không? Vậy nhìn các bạn ơi, vì hai thằng này hợp lại hai lực song song cùng chiều thì hợp lực của nó nằm đó bạn? Hợp lực của nó nằm đâu các bạn? Ở đâu? Ở giữa. Và ở giữa tí nữa nó cắt lên B ở điểm như này không? Vậy xô kèo 100% lúc này N hướng sao bạn? Xéo gì? Xéo lên. Nhưng mình có biết xéo lên nó bao nhiêu chưa? Chưa. Và vì chưa biết như vậy thì chúng ta cứ làm một việc là gì các bạn? Mình đặt cái N này theo mấy phương? Mấy phương bạn? N là mấy phương? Hai phương không? Một là phương N gì các bạn? NX. Và phương còn lại là N gì bạn? N y. Đúng rồi, ok chưa? Theo hai phương N x và N y. Rồi các bạn, còn lại mình dùng cách chiếu theo vết thôi. Tính N x, N y là xong. Rồi lý xong các bạn, tính chiếu các bạn. Chiếu lên thôi. Sao các bạn nghe một nha.
mà xong rồi một nghỉ. Là xong rồi một nghỉ lại. Mà xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Dạ. Nghỉ thiệt á hả? Thiệt không? Bây giờ. Khoan xí rút còn má lại. Không. Thiếu thiếu dạy thiếu nào không thiếu 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 đúng hết rồi thầy ơi đúng rồi đúng hết rồi thầy ơi 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 thầy à chiếu giùm mình chiếu giùm mình chiếu giùm rồi chiếu vô ít có gì đấy các bạn. Đầu tiên vô ít vậy khi chiếu vô ít thì mình có bê không, có bê không, hầu có bê ok ha. Vậy thì chiếu tê lên các bạn, vậy chiếu tê mình có gì tú, chiếu tê vô ít có gì tú, tê vô ít mình có tê vô ít mình bằng gì trừ tê ít, mà tê ít là tê nhân gì ra sin. Ui sin không đúng nha, mặc dù hai số nào cũng đúng hết nhưng mà giờ nghe nè, giờ từ đây kẻ vuông góc xuống rồi đúng không, cái này tới ít nè, tới ít là này vậy là hàm gì vậy, cốt kề kinh huyền đúng không, kề tới ít là đúng không, vậy là tê nhân gì, tê nhân cốt cũng làm ok ha. Rồi vậy nợ ít cộng hay trừ chiếu nợ lên à, cộng nợ x bằng lấy lại bằng bằng không thì tính thì nợ ít bằng nhiêu, số 6 thì bình phương lấy căn các bạn, kệ nó không số 6 đâu. Số 6 á, mẹo làm số 6 á là bình phương xong lấy căn lại á, nhiều T mình có rồi là 62 chữ đẹp, chữ đẹp rồi. Bằng 6 chữ T đúng không mày? Ok, 2 nữa là bằng 6. Ok, tiếp tục chiếu lên Y nha. Rồi, bây giờ chiếu Y thầy cái tiếp tục đúng rồi, chiếu Y NY, ok, cộng NY đúng không? Ok, cộng NY, sao nữa? Trừ cộng NY, ok rồi, trừ B, trừ BO OA, trừ B gì nữa? Trừ B, rồi, giờ cộng T thì sao? Cộng đúng không? Ok các bạn, vì lúc này T hướng lên rồi, mọi người thấy không? Chiếu là T hướng lên à, vậy hàm gì? Ok, hàm sin đúng không bạn, một cái cốt thì cái còn lại là sin 45 nha mọi người bằng 0. Vậy tính với thầy NY đi. Số 6 bình phương thôi. Mà số 6 đẹp lắm. Xong rồi qua bài 11 nha các bạn. Ok, 18 như tên đúng không ạ? Rồi ok. Vậy bây giờ n tổng hợp bằng gì đây? Pythagore hay n bằng căn của nx bình cộng ny bình. Sáu căn 10. Ê, tốt. Xong, đó quá dễ đúng không bạn? Phản lực dễ. Rồi tiếp tục bài 11 đi ạ. Bài 11 các bạn. Tại một nó có nhiều tình huống ở bài này ha mọi người chú ý để ý cho bài một. Rồi tự xuyên với hồn thử các bạn.
mình đám đúng không vậy? Đúng không? 16, 18. Ủa?6 căn 2 nhân sin 4 âm 4 chứ. Ủa? Sao mình đám được? Sao mà lại có số gì được? Chuyển quế qua cộng hình chừng chị L bao nhiêu? Mấy mấy? 213. Sai rồi. Được cái gì biết cái đúng rồi. Rồi bây giờ bị mò, thử con sai dính nắp rồi đó. Rồi mày bị mò bạn, mày bị mò mọi người ơi. Rồi xong rồi này nghỉ. Thiệt hả? Thiệt. Sắp xong rồi. Rồi bị mò các bạn. Nửa ý còn bán mệt. Xong rồi nó kêu là mình chỉ cần còn cái bước ra đáp án cái gì. Được. Đừng ăn nói gì được. Cũng 40, 30 gì à. Dừng lại. Thấy là dễ được không? Dễ hơn ngoài kia đúng không? Ừ, chắc là dễ thầy. Con cảm giác có vẻ là bằng. Để bên cạnh thầy chứ. Để bên cạnh thầy nhỉ. Cầm mồm. Bạn gái hay là cầm mồm quá lại chứ. Bài 1 là đề thi mấy năm hai năm trước. Nhiều biết là. Cố lên rồi, đề thi trường này dù nguyên tắc cũng mang tính là căn ngay trước thì mình cái Thank you.
Phần còn lại AC là mấy? AC không mấy vậy? Không phải mấy? Không phải chín đúng không mọi người? Ok ha. Rồi bây giờ nhìn mọi người ơi, chị muốn tìm cánh tay đầu của T thì dễ quá rồi. Khoảng cách từ trục quay đến giá của T là kẻ gì xuống? Kẻ vuông xuống không? Đây là T đúng không? Thì hàm gì đây? Hàm gì nói nhiều quá rồi, hàm gì các bạn? Hàm gì hàm? Hàm sin đâu? Vậy T nhân cho sin của AC đúng không? AC nhân cho sin alpha. Mà AC là không mấy rồi. AC là phải máy bạn 0.9 đúng không mọi người? Rồi alpha có luôn rồi. Vậy từ đây B1, B2 có hết. Các bạn tính cho mình coi lượng delta là mấy nha. Bao nhiêu bạn? 40 delta chính xác nha mọi người ơi. Rồi bây giờ T là 40 delta. Mọi người nhìn đến mình bạn ơi. Vậy chỗ T 40 ok chưa? T là theo quy tắc moment thông thường thôi. Đúng chưa các bạn? Rồi bây giờ mọi người ơi, đây là T là 40 nha. Vậy cái quan trọng là tìm được cái phản lực của bản lề tác dụng tại A. Vậy giờ nghe nè, thật sự nếu để ý kỹ bài này theo mọi người nghĩ nè, nó có mấy trường hợp? Không, để suy nghĩ thôi, suy nghĩ thôi, mấy trường hợp này khoai thai thần tỉnh suy nghĩ nè. Bây giờ rõ ràng có B với B1 đúng không? Vậy phần lực của hai này nằm chính giữa đúng không? Vậy nó có thể có tổng cộng là 3 trường hợp xảy ra. Nghe nè, nghe nè, thôi ví dụ chỉ có số liệu đi. Giờ nhìn thử nha. Hai thằng này hợp lực lại với nhau. Nếu như hợp lực của hai này lại nằm ở giữa đi, thì lúc này phản lực hướng sao? Nó cắt T ở đây đúng không? Đúng rồi, đúng không? Lúc này T là cắt T ở đây không? Lúc này N hướng sao? N hướng lên. Phải không? Trường hợp 2 thì ở xuôi. Phản lực nằm BC thì sao?
lúc này tê với cạnh này cắt nhau đâu, cắt nhau đâu vậy, về lúc cắt nhau đâu vậy, cắt nhau đâu, nhau dưới vì là hướng sao là hướng xuôi đúng không, đúng nhưng lỡ xuôi nghe nè, nghe nè, lỡ nó cắt nhau này đâu luôn, tại C thì phản lực nằm sao, nằm ngang trục AB rồi đố mày. Vì cái câu trường hợp là ba, mình làm một bài nhưng mà hình dung được ba trường hợp chưa? Đố bạn, ok rồi. Rồi tuy nhiên mọi người ơi, để ý giúp mình chút xíu, thằng nhóc này không phải chính nửa thanh không thích máy, không thích máy bạn, không xấu, vậy cái khúc bên này không thích máy các bạn, không thích máy, không phải ba không. Rồi các bạn nhìn đi mọi người ơi, nhìn thấy mình các bạn. Vậy bây giờ to rồi nha, to nha. Vậy hợp lực của hai này có phải là B1 chia B2 bằng D2 chia 1 không? Hai này là 10, hợp lực nắm nằm ngay chính giữa nằm ngay C. Vậy nghĩ là bài này nếu như giải đúng theo lý thuyết nghĩa là N hướng sao bạn? Thì bằng B mà N hay B thì N hay không y bằng mấy bạn? Bằng không, chỉ có NX thôi. Đúng chưa bạn? Lúc này N y bằng không mà chỉ có NX thôi. Đúng không bạn? Ok chưa? Lúc này chỉ có N theo phương X thôi, còn N y bằng mấy bạn? Bằng không luôn. Được không bạn? Nhưng không phải ra thi lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo như vậy. Đúng không? Hồi lúc nào mà phân tích lực cũng ra vậy nè. Rồi một cái mẹo làm gì? Lỡ không biết gì rồi, mẹo chúng ta là cho lại nợ ứng xin. Nghe nè, nghe nè. Các bạn nghe rồi ơi. Được không bạn? Mọi hình dung được vì sao là đứa em ơi chưa? Mọi hiểu được lý thuyết đó chứ bạn. Mình giải theo lý thuyết nha, mình không có hề làm tính toán gì hết. Được không bạn? Bây giờ mình nghe nè bạn. Giờ lỡ xui, bây giờ mình ra thi mà không tỉnh táo mình đâu. Ok ha, mình không biết gì cả, con cho đại nờ xiên. Nờ xiên từ mấy lượt cái lên thì nờ xiên 4, còn 3 lượt thì chắc chắn nờ nắm đâu bạn. Trùng cái thành. Nhớ nha, nhớ điều này nha bạn, nhớ nha mọi người. Ok, rồi nhanh thôi. Vậy như vậy lúc này mình hoàn toàn tách nờ là thành mấy phương. Hai phương là gì? Nx với nờ gì bạn? Ny các bạn làm bình thường được. Đó bạn qua không như mình nghe nè. Lỡ xuôi nó cho N y ra âm thì N hướng sao? Nếu như tính toán hồi N y âm thì chắc chắn N hướng sao bạn? Hướng xuống dưới. Còn nếu N y ra dương thì hướng sao bạn? Hướng lên vì sao biết không? Vì trục OX y hướng sao bạn? Đúng bạn qua không? Thì nếu lỡ tính ra âm thì chết, chết xuống. Lỡ ra dương thì hướng gì hướng? Còn ra thằng này bằng không, N y bằng không thì chắc chắn hướng xã bạn hướng nằm, nằm ngang, hiểu vấn đề chưa? Đúng bạn, ok hai em làm theo kiểu bình thường đi hai người. Đúng rồi, cho mọi người lỡ đố đi hàng đâu, ok hai người đi giờ tổng hợp được mày. Rồi B cộng B1 giỏi rồi, cộng T cộng N bằng không. Rồi bây giờ khoan các bạn ơi, bây giờ chiếu theo O y. Rồi chiếu theo O y mình đi bạn. Rồi giờ nghe bạn, chiếu O y nha. Bây giờ chiếu OI thì sẽ có lực gì đây các bạn? Thứ nhất là mình có gì? Hai cái B ngược chiều đúng không? Vậy mình sẽ có là trừ B mấy? Trừ B1 không? Rồi bây giờ T theo OI thì cộng gì các bạn? Cộng hay trừ? T mà theo OI là cộng hay trừ các bạn? Trừ. Trừ cái gì trừ? T y cộng hay trừ? Hướng lên đúng không? Vậy là cộng. Cộng T nhân hàm gì? Góc 30 thì hàm gì các bạn? Hàm gì 30 các bạn? Có 30 như thế này cũng bao nhiêu luôn? 30 đối chi huyền rồi. Tức là T nhân cho sin 30. Đúng không? Đúng rồi. Rồi cộng N gì? Cộng N y bằng bằng 0. Vậy suy ra N y bằng mấy? N y bằng mấy bạn? Là 0. Vậy chốt kèo rồi hiểu lý thuyết và tính toán giống nhau không? Đi chèn. Đúng bạn, mình giải thích lý thuyết bình thường biết là bằng không rồi, không cần tính toán nữa bạn, nhưng mà tính toán kỹ hơn thế thấy được đây bằng không như vậy. Ok chưa? Nghĩa là lúc này N có ở phương y không? Lúc này có phương y không bạn? Không có, và nó chỉ nằm trên phương gì thôi, phương x mà thôi. Rồi ok, đó là đi ha. Rồi giờ chiếu ít đi các bạn. Đã chưa không chưa? Sao rồi? Rồi giờ ít là giờ ít là 10, giờ ít là 10, giờ ít nha. Ủa thì có B không? Không. Mình chỉ có là trừ T. Trên này là sin rồi, dưới này là với bạn là là cos 30 không bạn? Cái gì T hướng vô nè, T ít hướng vô trong này thấy không? T ít hướng vô nè. Đúng chưa? Rồi chỉ đến cos 30 nè. Rồi ok, trừ T cos 30 đúng không bạn? Rồi cộng trên là gì? Nx bằng bằng 0 gì? Xin lỗi xong rồi.
Bao nhiêu vậy? 20 căn 3 căn rồi. Rồi vậy suy ra được lúc này ha, n tổng hợp bằng nx đúng không ạ? Bằng 20 căn 3. Rồi kết luận luôn, hướng của n trùng hướng với hướng của ai các bạn? A gì? A về. A về. Đúng rồi, bởi vì sao nữa bằng không? Để bằng không này. Tuần sau học sách mới. Tuần sau chương mới các bạn. Học kỳ 2 dễ, học kỳ 1. Nếu học kỳ 1 thì học tốt. Ok, thì học kỳ 2 dễ lắm các bạn. Ok, rồi chúc mọi người.